chương 511, 516, Thái Thượng Trưởng Lão. Chương 516, Thái Thượng Trưởng Lão. Đều là cường giả, đây mới là cả cái trong học viện mạnh nhất thực lực người. Theo đỗ thiếu phủ tiến nhập trong đại điện. Cảm giác được kia không hạ 20 cỗ mơ hồ khí tức ba động. Trong đó rõ ràng là có không thua một nửa đều là võ vương cảnh tu vi cùng lục tinh linh phù sư. Tồn tại, còn dư lại cũng đều là võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ đa số đều là võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ đỉnh phong tu vi điều này làm cho đỗ thiếu phủ nhất thời trong lòng rung động đỗ ám tự quét mắt qua một cái từng cái già nua gương mặt đỗ thiếu phủ nhìn thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tam trưởng lão ngồi ngay ngắn trong đó lúc này tối vi ở giữa vị trí nhưng là ngồi xếp bằng một cái gần đất xa trời trăm tuổi lão nhân đầy đầu tuy rằng tóc đen khuôn mặt đã khô héo thân thể ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn phía trên, lộ vẻ vô cùng nhỏ gầy cùng khô héo. Một màu trắng áo khoác khoác lên người. Cảm giác giống như là một đại y áo đắp lên điền dã nhỏ gầy người bù nhìn trên người. Thật mạnh thực lực nhất định là cường già. Đối mặt với này gần đất xa trời lão nhân, không có bất kỳ khí tức gì theo thể nội lan tràn. Nhưng là vô cớ làm cho đỗ thiếu phủ có một loại không rõ run cảm giác. Nhiều nhìn bên trên lão nhân kia một cái cũng giống đột nhiên liền tiến vào một cái sâu không thấy đáy tuyền cơn xoáy trong. Toàn thân vì đó run run lên. Đỗ thiếu phủ, những thứ này đều là trưởng lão của nội viện, học viện bảo hộ người. Gia Cát Cường bang phó viện trưởng đến trong đại điện sau, đối với đỗ thiếu phủ giới thiệu nói. Đệ tử gặp qua chư vị nội viện trưởng lão. Đỗ thiếu phủ trong lòng đã có suy đoán. Bởi vậy lúc này nghe được Gia Cát Cường bang phó viện trưởng giới thiệu. Không có bao nhiêu kỳ quái, nhưng thật ra còn đang trong lòng hơi có kinh ngạc. Không nghĩ tới bên trong học viện cường giả dĩ nhiên nhiều như vậy. Đây mới là cả cái bên trong học viện mạnh nhất một cỗ thực lực. Này thái thượng trưởng lão, bên trong học viện viện trưởng lão còn lại dĩ vi trưởng giả. Gia cắt cường bang phó viện trưởng đến kia nhìn như gần đất xa trời bên người lão nhân. Ngồi xếp bằng tại một cái trống không cổ lão trên bồ đoàn gặp qua hui tự thái thượng trưởng lão. Đỗ thiếu phủ cung kính hành lễ tại đây một đám đại học viện trưởng già trước mặt. Nhưng thật ra vô cùng cung kính cấp bậc lễ nghĩa. Theo đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống. Kia hui tự thái thượng trưởng lão khô héo gương mặt khẽ ngẩng đầu. Song đồng nhưng là thâm thúy như thần ánh mắt quính quính nhìn đỗ thiếu phủ một lát. Thanh âm già nua, mở miệng nói, quả nhiên là không tầm thường không hồ là lúc trước kia bất phàm tiểu tử kia nhi tử này hậu sinh khảo ý a à. thái thượng trưởng lão khách khí đỗ thiếu phủ nói nhỏ giờ khắc này ở như thế một đống lão nhân quan vọng hạ cũng là có một chút áp lực đặc biệt đối mặt huy tự trưởng lão vô cớ trong lòng không hiểu rung động nghe này huy tự thái thượng trưởng lão tự hồ cũng là nhận thức tử quỷ lão cha đỗ thiếu phủ người cũng biết chúng ta vì sao cho ngươi đến đây nội viện đại trưởng lão mở miệng, mặc cho bào, mái tóc dài màu trắng sóng vai, lộ vẻ vô cùng thương dâu. Lúc này ánh mắt càng ngưng trọng, cau mày. Đỗ thiếu phủ lắc đầu, đối với đại trưởng lão chắp tay hành lễ, nói. Xin đại trưởng lão báo cho biết, học viện đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hết thầy đều không chạy khỏi kiếp số, sớm muộn sẽ như vậy một ngày. Nhưng là không nghĩ tới ngày này sẽ phát sinh tại chúng ta trên người đại trưởng lão than nhẹ thương dâu trên mặt ánh mắt nhìn đỗ thiếu phủ chính xác nói cha ngươi tuy rằng học viện huyền thưởng bảng bên trên xếp hàng thứ hai treo giải thưởng người nhưng chúng ta những lão nhân này nhưng là biết cha ngươi đối với học viện phức tạp cùng dụng tâm bằng không lúc trước ra cắt viện phó luyện chế lôi long cùng chu viện lão luyện chế hoàng cực đan sợ là cha ngươi vô pháp chân chính đoạt đi Dừng lại một chút sau, đại trưởng lão tiếp tục nói với đỗ thiếu phủ. Duy nhất nhượng chúng ta không có nghĩ tới hoàng cực đan nguyên bản chúng ta nghĩ đến ngươi. Cha sẽ tự mình phục dùng, hoặc giao cho mẹ ngươi phục dùng. Nhưng là không nghĩ tới cha ngươi dĩ nhiên đem hoàng cực đan giao cho đỗ vương phủ. Bất quá bất kể như thế nào, cha ngươi đỗ đình hiên chúng ta không có dự định thực sự truy cứu. Mấy năm nay đọc ở huyền thưởng bảng bên trên cũng là cho rằng cần cấp học viện quy tắc làm một cái công đạo đỗ thiếu phủ nghe vậy nghe tử quỷ lão cha chuyện tình cho nên không nói gì nhưng trong lòng thì minh bạch lấy cái này nội viện thực lực của trưởng lão nếu không phải lúc trước vô tâm truy cứu tử quỷ lão cha năm đó thực lực sợ sẽ coi như là cao tới đâu sợ là cũng vô pháp chân chính ly khai học viện đi không hề nghi ngờ lúc trước tử quỷ lão cha thiếu học viện không ít tình Cha ngươi đưa ngươi đưa vào thiên vũ học viện, chỉ sợ cũng muốn đối với chúng ta những lão gia hỏa này có làm cho tỏ vẻ tiểu tử kia à? Nhưng thật ra có tâm bản thân đáp ứng chuyện của ta tình không có làm được nợ cha con trả. Đem nhi tử đưa tới, huy tự thái thượng trưởng lão than nhẹ, thâm thúy như thần con mắt chăm chú chăm chú vào đỗ thiếu phủ trên người. Tự hồ là tại hồi đang suy nghĩ cái gì, sau đó nói với đỗ thiếu phủ cũng được nợ cha con trả, thiên kinh địa nghĩa tiểu tử. Cha ngươi lúc trước chính miệng đáp ứng chuyện của ta tình, hắn không có làm được. Ngươi có thể hay không có thể làm được? Huy tự thái thượng trưởng lão thoại âm rơi xuống. Kia thâm thúy như thần trong ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ. Trong lúc mơ hồ mang một loại kỳ trông mong, giống chập tối lão nhân, biết mình đại nạn đã tới. Chính tại giao phó hậu nhân. Nhìn Huy tự thái thượng trưởng lão hai mắt, nghĩ tử quỷ lão cha, nghĩ học viện Đỗ Thiếu phủ không có bao nhiêu còn dự, đối với Thái thượng trưởng lão gật đầu. Mang có chút cười khổ, nói, nợ cha con trả thiên kinh địa nghĩa. Thỉnh Thái thượng trưởng lão phân phó. "Hảo, hảo, hảo." Theo Đỗ Thiếu phủ thoại âm rơi xuống, Huy tự Thái thượng trưởng lão liên tiếp nói ra ba chữ, "Hảo." Trong ánh mắt liên tiếp nổi lên ba động, Thâm Thúy như thần con mắt liền rơi vào Đỗ Thiếu phủ trên người, nói: có ngươi những lời này như vậy đủ rồi sau này nhớ kỹ ngươi hôm nay làm cho ta lão nhân ra theo lời mà nói từ hôm nay trở đi ngươi phải đáp ứng ta có ngươi một ngày thiên vũ học viện liền tồn tại một ngày mặc kệ lấy phương thức gì tồn tại thiên vũ học viện phải tân hòa tương truyền không thể bị đứt đoạn truyền thừa nghe vậy đỗ thiếu phủ ngẩng đầu khẽ run không nghĩ tới như thế trọng đại trách nhiệm việc thanh sáng sủa xong đồng nhìn hui tự thái thượng trưởng lão rất có lo lắng nói thái thượng trưởng lão đệ tử tu vi còn chưa đủ trách nhiệm này quá lớn một chút đỗ thiếu phủ không phải sợ trách nhiệm này trách nhiệm nhưng là quá lớn một chút liên tưởng đến các trưởng lão theo lời học viện kiếp số cộng thêm hui tự thái thượng trưởng lão lúc này theo lời mà nói đỗ thiếu phủ thời khắc này cũng đoán được một sự tình cả cái học viện trách nhiệm mình bây giờ làm sao có thể đối kháng xuống. Tiểu tử, ngươi vừa mới đã đáp ứng ta lão nhân ra, lẽ nào liền quên mất sao, mặc kệ thế nào. Ngươi chỉ cần đáp ứng lão nhân ra ta, có ngươi một ngày. Thiên vũ học viện liền tồn tại một ngày, mặc kệ lấy phương thức gì tồn tại. Thiên vũ học viện phải tân hỏa tương truyền, không thể bị đứt đoạn truyền thừa. huy tự thái thượng trưởng lão thâm thúy như thần song mâu gắt gao nhìn đỗ thiếu phủ, nói đây cũng là cha ngươi Đỗ Đình Hiên lúc trước chính miệng đáp ứng chuyện của ta tình. Lẽ nào phụ thân ngươi không có làm được, làm đào binh? Ngươi cũng muốn cự tuyệt ta lão nhân ra sao? Đệ tử ghi nhớ, chỉ cần có đệ tử tại một ngày, thiên vũ học viện truyền thừa sẽ không ngừng. Đệ tử mãi mãi cũng thiên vũ học viện đệ tử. Nhìn hui tự thái thượng trưởng lão ánh mắt, đỗ thiếu phủ chỉ có cắn răng gật đầu. Thanh sáng sủa ánh mắt kiên nghị quả dám ta lão nhân tin tưởng ngươi. Hùi tự thái thượng trưởng lão gật đầu, khô héo thân thể hơi theo ánh mắt rung động. Sau đó ánh mắt đảo qua bên người đông đảo trưởng lão. Tối hậu kia gần đất xa trời thân thể nhưng là run dày tập tĩnh đứng dậy. Khô héo thân thể như là tùy thời có thể ngã sấp xuống. Bên cạnh đại trưởng lão, ra cắt cường bang phó viện trưởng chờ nhìn thấy hôi tự thái thượng. Trưởng lão đứng dậy, đều là đứng dậy mà đứng, từng cái một chân mày toàn bộ chói chặt. Vẻ mặt nghiêm túc, bầu không khí vô cớ làm cho không gian xung quanh ngưng kết. Một sự tình cũng nên nói lên mấy câu, vạn nhất chúng ta đều đi. Tổng yếu có người biết ta thiên vũ học viện từng kinh mới được. Không thể tại chúng ta trên người đoạn. Huy tự thái thượng trưởng lão nhìn đỗ thiếu phủ, nói tiểu tử kia. Người cũng biết chúng ta thiên vũ học viện lịch sử đệ tử biết, chúng ta thiên vũ học viện bên trong, có vô số cường giả từ nay về sau địa đi ra. Phong hầu bái vương, quang mang chiếu diệu đại địa. Đỗ thiếu phủ gật đầu nói. Không sai. Nghe đỗ thiếu phủ, huy tự đại trưởng lão ánh mắt vì đó rung động, sau đó nhìn đỗ thiếu phủ. Khô héo già nua khuôn mặt hiện lên vui vẻ, nói, ngươi làm cho nói không sai. Chúng ta thiên vũ học viện bên trong, có vô số cường giả từ nay về sau địa đi ra phong hầu bái vương, quang mang chiếu diệu đại địa. Thế nhưng đây đối với chúng ta cả cái thiên vũ học viện tới nói, tại xa xôi từng kinh. Còn có càng thêm huy hoàng từng kinh, khi đó thiên vũ học viện đi ra cường giả. Nào chỉ là phong hầu bái vương, đều đủ để danh chấn thiên hạ, phong hoa tuyệt đại đại lục. Khi đó chúng ta thiên vũ học viện, tung hoành ngang dọc trung châu, cường giả như mây. Theo huy tự đại trưởng lão, hết thảy nội viện trưởng lão ánh mắt rung động thời điểm đó thiên vũ học viện bực nào cường đại chỉ là cái loại này trong truyền thiết cường đại bọn hắn cũng đều chỉ là nghe nói qua đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi khét có chút vì đó kinh ngạc không nghĩ tới thiên vũ học viện còn có như vậy quá khứ huy hoàng nhưng là không biết vì sao thiên vũ học viện hiện tại sẽ lưu canh giữ ở hắc ám xâm lâm tuy rằng còn tiếp tục từng đi ra đông đảo phong hầu bái vương cường giả hiển nhiên đã cùng khi đó tung hoành ngang dọc trung châu danh chấn thiên hạ cách xa nhau quá xa chỉ tiếc ta thiên vũ học viện đột nhiên suy vong đã nhiều năm như vậy chúng ta thiên vũ học viện suy vong nguyên nhân đã không có người có thể biết được nguyên nhân từng đời một truyền thừa xuống có đời trước đã sớm biết được thiên vũ học viện sẽ đại kiếp nạn hơn nữa còn là kiếp số khó thoát đưa tới kiếp số hết thảy đều này vật Huy tự thái thượng trưởng lão thoại âm rơi xuống, trong tay một cái càn khôn đại móc ra. Trực tiếp đổ cho đỗ thiếu phủ. Trường 512, 517, nợ cha con trả. Trường 517, nợ cha con trả. Đỗ thiếu phủ thân bất do kỷ, đem càn khôn đại nắm ở trong tay. Nhìn như vô cùng thông thường một cái càn khôn đại, ngoại trừ nhìn niên đại xa xưa. Lộ ra phong cách cổ xưa mênh mông chi khí, bề ngoài nhìn không ra quá nhiều chỗ gì đặc biệt hỏi thái thượng trưởng lão này vật gì ta cũng không biết bên trong là vật gì học viện đời trước có lời nếu là có một ngày thiên vũ học viện gặp đại kiếp nạn kia tất nhiên liền bởi vì là càn khôn đại trung chi vật này càn khôn đại trung chi vật quan hệ đến cả trung châu quan hệ đến ta thiên vũ học viện quật khởi chỉ là này càn khôn đại bị học viện đời trước bố trí lên phong ấn cấm chế chỉ có người hữu duyên mới có thể mở ra Đại trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, tinh thần lực theo dõi hướng về phía càn khôn đại trung. Phát hiện tinh thần lực đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách theo dõi. Thái thượng trưởng lão tự hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ trên người sóng tinh thần chính đang. Nhìn trộm càn khôn đại, cười nhạt một tiếng nói, không cần theo dõi. Mọi người chúng ta đã sớm thử qua, lịch đại học viện đời trước cũng đều thử qua muốn mở ra này càn khôn đại, ngoại trừ người hữu duyên ở ngoài. Nghe nói còn muốn đầy đủ một chút đặc biệt điều kiện khác. Bằng không căn bản là không có cách mở ra. Thật là thần bí chi vật. Đỗ thiếu phủ thu hồi sóng tinh thần, chậm rãi theo trong bụng nhà thở ra một hơi. Nhiên sau dự định đem này vật đưa trả lại cho thái thượng trưởng lão. Này càn khôn đại ngươi thu được. Nghìn vạn không thể rơi vào đảm nhiệm trong tay người phương nào, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Bất kể như thế nào, thiên vũ học viện lớn truyền thừa không thể đoạn. Phải tân hòa tương truyền. Thái thượng trưởng lão nhìn đỗ thiếu phủ nói. Chờ một hồi không gian truyền tống trong phù trận. Đến lúc đó sẽ trưởng lão an bài các ngươi rời đi. Từ nay không gian truyền tống phù trận mỗi một lần truyền tống nhân số rất nhiều. Cộng thêm xuất khẩu phân tán tại chung quanh. Bởi vậy học viện đời trước nâng cả cái học viện nội tình cũng chỉ có thể đem không gian truyền tống phù trận mở tại hắc ám xâm lâm bên trong các nơi. Cự ly vô pháp càng xa, sợ là những kẻ xâm lấn kia cũng sẽ tính tới động tác này. Những nhân đó đã nhiên xâm lấn, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chắc chắn sẽ chảm thảo trừ căn, bởi vậy các ngươi rời đi sau, nhất định phải cẩn thận một chút. Thái thượng trưởng lão, rốt cuộc là ai tới Phạm Thiên Vũ học viện? lẽ nào liền thái thượng trưởng lão cùng nội viện các trưởng lão các ngươi cũng vô pháp đối kháng sao đỗ thiếu phủ hỏi là ai xâm lấn cũng không trọng yếu mặc kệ bọn họ là ai sẽ là ai mục tiêu của bọn họ đều là ngươi trong tay chi vật ngươi nhất định phải thu được đó là ta thiên vũ học viện quật khởi hy vọng đại trưởng lão mở miệng nói với đỗ thiếu phủ suy theo đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, ngoài cửa lớn, một bóng người hạ xuống trực tiếp đi đến. Tới người thân ảnh vô cùng già nua, ước chừng 8, 9 tuần niên kỷ. Hình dạng so lên thái thượng trưởng lão tới không kém lắm, khuôn mặt khó mà miêu tả. Kia trên khuôn mặt già nua giống như là vượt qua xuân hạ thu đông. Trải qua phong sương mưa móc tóc lộn xộn, tóc dài nhưng là vô cùng đen nhánh. Trong mắt song đồng, càng còn như đại hải hạo đãng hãn gặp qua chu viện lão. Nhìn thấy lão giả này, đỗ thiếu phủ nhất thời hành lễ. Lão giả này đỗ thiếu phủ tự nhiên là biết chính phủ viện chu trưởng lão. Nhưng đối với các trưởng lão mà nói, đều là xưng hô chu viện lão. Lúc trước thanh trúc vận linh quả thật là tốt chỗ. Còn phải đa tạ trước mắt chu viện lão thành toàn bộ. Lúc trước tử quỷ lão cha lấy đi hoàng cực đan, cũng là chu viện lão luyện chế chu viện lão nhìn đỗ thiếu phủ một cái khẽ gật đầu nhãn thần ra hiệu sau ánh mắt nhưng là lập tức nhìn về thái thượng trưởng lão phức tạp trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nói đều khai báo tiểu tử này sao thái thượng trưởng lão gật đầu đối với chu viện lão nói đều thông báo không gian truyền tống phủ trận tình huống thế nào phát sinh một điểm vấn đề tài nguyên so theo dự liệu còn muốn tiêu hao cao hơn nhiều truyền tống một nửa, nhưng bây giờ còn dư lại tài nguyên tiêu hao. Chỉ có thể đầy đủ còn lại sau cùng một vòng. Còn tối nhiều con có thể truyền tống khoảng 100 người. Chu viện lão nói xong, theo trong cổ họng thật sâu nhà thở ra một hơi. Nghe vậy, hết thảy nội viện trưởng lão ánh mắt ngưng trọng đến cực tập trung. Tình thế nghiêm trọng. Sau đó, mọi ánh mắt đều là rơi vào Thái thượng trưởng lão trên người. Chờ Thái thượng trưởng lão quyết định. Người đi quyết định đi. Đại trưởng lão đối với Gia Cát Cường Bang Phó Viện trưởng lão nói. Gia Cát Cường Bang Phó Viện trưởng ánh mắt ba động, sau đó nhìn đi Đỗ Thiếu Phủ, nói. Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta đi thôi. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh vẫn như cũ đi ra đại môn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn nội viện tất cả trưởng lão một cái. Lập tức đi theo ở Gia Cát Cường Bang Phó Viện trưởng phía sau. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng rời đi, chu viện lão con mắt động sau đó đối với thái thượng trưởng lão mở miệng nói, người đã quyết định sao? Hắn là Đỗ Đình Hiên tiểu tử kia nhi tử, hậu sinh khảo ý. Nếu là ta thiên vũ học viện thực sự còn có tái quật khởi hy vọng, ta tin tưởng hắn có thể. Thái thượng trưởng lão đối với chu viện lão nói, lâu như vậy tới nay. Không ai còn có thể mạnh hơn hắn, lúc trước cho là hắn cha có thể, nhưng bây giờ. Hắn so lên cha hắn tự hồ thích hợp hơn huống chi ngươi lúc đó chẳng phải đã sớm lựa chọn hắn sao chu viện lão không nói gì trầm mặc một hồi nhiên sau thần sắc than nhẹ nói chỉ mong bọn họ có thể vi học viện lưu hạ truyền thừa tránh thoát một kiếp này thái thượng trưởng lão mắt nhìn mọi người nói dĩ nhiên đã an bài chúng ta đây cũng nên hoạt động một chút gân cốt những năm gần đây bên ngoài vậy cũng nhân thật đúng là đã cho ta thiên vũ học viện dễ bắt nạt tiếng nói hơi dừng lại thái thượng trưởng lão thâm thúy như thần trong tròng mắt một cỗ lóe lên quang mang dũng động mà ra kia nhìn như gần đất xa trời khô héo thân thể liền tựa như là có đè nén núi lửa có cuộn trào mãnh liệt năng lượng dâng lên mà ra nói ta thiên vũ học viện coi như là không bằng lúc trước nhưng tuyệt đối không phải ai nghĩ động có thể động bất kể là ai muốn đụng đến ta thiên vũ học viện vậy cũng phải bỏ ra huyết đại giới sắc trời đã từ từ đến thưởng ngõ đỗ thiếu phủ đi theo người ra cắt cường bang phó viện trưởng một đường về tới thiên vũ phủ cảnh trên quảng trường ra cắt cường bang phó viện trưởng một đường đều không nói gì vẻ mặt nghiêm túc bởi vậy đỗ thiếu phủ không nói gì lẳng lặng đi theo ở sau người trên quảng trường đi qua không gian truyền tống phù trận truyền tống tân sinh lão sinh ký danh đệ tử chờ ước chừng hơn một vạn người lúc này vẫn còn dư lại một nửa nhưng còn có không thua 7, 8 ngàn người, vẫn là vô cùng khổng lồ số lượng. Toàn bộ dừng lại ở trên quảng trường, trong đám người thỉnh thoảng có tiếng nghị luận truyền ra. Có nhân sợ hãi, có nhân ngưng trọng, có nhân an tĩnh. Ra cắt cường bang phó viện trưởng thân ảnh hạ xuống. Nhìn trên quảng trường lúc này còn dư lại đông đảo đệ tử, ánh mắt nhất nhất đảo qua. Tối hậu ám tự cắn răng, nói, hết thảy võ bảng bên trên đệ tử tiến lên. Nghe vậy, Bất Điểm Sơn Hà Tương Quân, Linh tuyển Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan, Cửu U Thái Thiếu Quỷ Oa. Hắc ưng Đường Ngũ, Hóa Ma Tiễn Lý Vũ Tiêu đám người toàn bộ cất bước tiến lên. Đỗ Thiếu phủ thân ảnh bản rơi vào ra cát viện phó bên cạnh, nghe ra cát viện phó. Lập tức đi tới trong đám người, hắn cũng là người trên võ bảng. Võ bảng bài danh người bản 100 người, như là Lý Tuyết Âu Dương Sảng cũng không tại học viện. Còn có không ít như là Lý Tuyết Âu Dương Sảng tại võ bảng đệ tử lúc này cũng không ở trong học viện giống tương quân. Quỷ oa đám người một loại cũng đều là vừa mới trở lại học viện cũng không có lâu lắm. Võ bảng đệ tử tiến lên, đỗ thiếu phủ trong mắt dư quang khuếch tán. Võ bảng lúc này 100 đệ tử trong, ở đây cũng liền gần khoảng 60 người. Trong đám người, đỗ thiếu phủ cố ý tìm tòi một hai Phát hiện thất dạ hy cũng không ở trong đó cần phải có thể là thừa dịp Thiên Vũ phủ cảnh bế quan sau về nhà thăm viếng. Ra cát cường bang phó viện trưởng đảo qua đoàn người, lần nữa đối với trên quảng trường đoàn người đảo qua, nói, phủ viện đệ tử cũng tới trước đi. Nghe vậy, phủ viện đệ tử liên tiếp tiến lên, Hàn Triều, Đồ Đồng. Băng Na chờ đều ở đây trong đó, nhưng là cộng lại cũng chính là chừng 40 nhân. Tiểu nha đầu, còn có các ngươi, cũng tới trước đi. Gia Cát Cường băng phó viện trưởng nhìn Đỗ Tiểu Thanh, cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ nói. Ca ca, Đỗ Tiểu Thanh nghe vậy, lập tức cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là thiên vũ học viện đệ tử. Cũng là thiên vũ học viện kiêu ngạo. Gia Cát Viện phó nhìn lúc này võ bảng cùng phủ viện cộng lại hơn trăm người. Ánh mắt bài trừ một chút dáng tươi cười, nói. Các ngươi tiên tiến vào không gian truyền tống phù trận nội ra cát viện phó vậy các ngươi đây đỗ thiếu phủ ngẩng đầu hỏi tại trong tháp lúc chờ nhiều ít nghe được một chút đại khái đích thế tựa hồ không gian truyền tống phù trận chỉ có thể truyền tống một vòng cuối cùng nếu là như vậy còn có đông đảo đệ tử cùng học viện đạo sư trưởng lão nội viện các trưởng lão toàn bộ vô pháp ly khai học viện chúng ta sẽ an bài của mình các ngươi đi trước nhớ kỹ ngươi đáp ứng thái thượng trưởng lão mau vào không gian truyền tống phù trận đi lúc không nhiều không muốn chỉ hoãn nữa thời gian ra cát viện phó nói với đỗ thiếu phủ phần phật không gian truyền tống phù trận tại mở ra đất dung núi chuyển trong diệu ngày sau quang mang trong có chói mắt phù văn dũng động có không gian tại trực tiếp vặn vẹo tối hậu phù văn tạo thành một đạo không gian chi môn xuất hiện ở phía trước không gian chi môn bên ngoài không gian xung quanh hiện lên lên không gian ba động giống như thủy triều tại tư tán ba động không gian khí lãng tư tán nhộn nhạo mở bọn ngươi mau vào vào không gian truyền tống phủ trận nội mau gia cắt cường bang phó viện trưởng đối với đỗ thiếu phủ đám người nói mọi người hai mặt nhìn nhau tương quân cốc tâm nhan quỷ oa vu tước quách thiếu phong các loại ánh mắt đều là rơi vào đỗ thiếu phủ trên người nhìn mọi người nhãn thần ánh mắt đỗ thiếu phủ cũng chỉ đành gật đầu. Nhiên sau đi vào kia không gian truyền tống phủ trận bên trong. Chương 513, 518, Âm Minh giáo nhân. Chương 518, Âm Minh giáo nhân. Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hồ, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan. Lý Vũ Tiêu đám người theo Đỗ Thiếu phủ tiến nhập không gian truyền tống phủ trận nội. Phần Phật không gian ba động lập tức không gian truyền tống phù trận hiện lên kịch liệt ba động đỗ thiếu phủ tại không gian phù trận bên trong truyền tống trận cảm giác được cả cái không gian đang run rẩy tia sáng chói mắt bên trong trong lúc mơ hồ có không gian vặn vẹo không gian truyền tống phù trận nội tia sáng chói mắt kia trong phù văn lướt động hóa thành rực rỡ trật tự thần liên tại nghịch chuyển không gian cùng lúc một loại làm cho không gian càng ngày càng vặn vẹo cả cái không gian tại hỗn loạn, khiến người ta thể nội huyền khí vì đó hỗn loạn, linh hồn run. Phần Phật, không gian truyền tống phù trận nội vạn vẹo, hào quang phù văn xí thịnh. Tối hậu hóa thành tuyền cơn xoáy nghịch chuyển, sản sinh quang vụ nhân uân. Tuyền cơn xoáy hoàn toàn mông lung, thần bí lại thâm thúy. Mọi người thân bất do kỳ theo thân thể rung động, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Thân thể nháy mắt thoát khỏi tại chỗ, mất đi không gian trọng lực toàn thân nhẹ nhàng muốn lơ lửng. Bốn phía không gian tuyền cơn xoáy nghịch chuyển như là về tới hỗn độn. Dậm dạp sơn mạch một cái nhìn không thấy bờ, chung quanh là trùng điệp hỗn tạp loạn. Hùng vĩ kỳ lạ sơn cốc. Bốn phía nham bích cự phong nổi lên, xung quanh mấy chục tòa ngọn núi nhỏ vây quanh sơn cốc. Quần sơn thương đen như sắt, xương mù hiện lên lên, lõa lộ nham bích tiểu thạch. Bị thái dương tô nhuộm xích hồng bên trong sơn cốc nhưng là xanh biếc rậm rạp đại thụ che trời có thật cao đu đưa thụ quan như dù như mây như bông già thiên cái địa bốn phía lâm hải mênh mông xì 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 bỗng dưng này bên trong sơn cốc đột nhiên vì đó run rẩy sau đó mảng lớn tia sáng chói mắt mà ra phủ văn dũng động tại mãnh liệt ngay sau bên trong vẫn là chói mắt lộng lẫy từ từ phóng lên trời một tòa cao vót như mây sơn phong trên, mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời mà đứng. Đều là đầu đội quỷ dị mặt nạ bảo hộ, mặc đấu bào, thấy không rõ dung nhan. Này mấy trăm người đều là thu liễm khí tức, nhưng là vô hình chung khuếch tán khí tức vô cùng huyết tinh âm hàn đáng sợ. Này lại tự dưng bầu không khí hạ, sơn phong xung quanh sơn mạch chim bay không tồn. Tẩu thú ẩn núp, chỉ có tự mang mười mấy con yêu thú biết bay lúc này phủ phục tại một mảnh trên tảng đá lớn, sơn phong trên, có mấy đạo thân ảnh trước mà đứng, cũng đều là đầu đội mặt nạ bảo hộ. Thấy không rõ lắm hình dạng, ánh mắt chung quanh quan vọng, tựa hồ là đang siêu tầm cái gì. Đột nhiên, tối vi ở giữa một bóng người ánh mắt đột nhiên nhìn về bên trái trước không gian. Bên kia xa xa một mảnh quần phong vây quanh bên trong sơn cốc. Tựa hồ là có tia sáng trói mắt đang chấn động. Thật đúng là xảo A, à, nhất định là thiên vũ học viện người ở giữa thân ảnh người mặt nạ khuôn mặt bên trong lộ ra song đồng nhưng là hiện lên hàn ý âm lãnh xâm nhiên cười lạnh nói xuất phát chó gà không tha giết không tha ô ô sơn phong trên mấy trăm người nhất thời khí tức ba động huyết tinh giá lạnh khí tức không nữa cố ý thu liễm bạo phát ầm trong nháy mắt mấy trăm đạo khí tức sung thiên tu vi yếu nhất đều là mạch linh cảnh sơ đăng tầng thứ làm cho cả cái không gian run Từng cái một trong miệng phát trầm thấp quái dị huyết sáo. Ô ô, phủ phục tại trên tảng đá lớn mười mấy con yêu thú biết bay lập tức ngang đầu tiếng. Hi, i, i, âm thanh, chấn xí tịch quyển chiếm giữ tại tầng trời thấp. Đều là từng con từng con hung tàn yêu thú. Lần lượt từng bóng người nhảy lên yêu thú yêu thú biết bay, yêu thú chấn xí. Sau đó phô thiên cái địa tịch quyển mà đi. An tĩnh bên trong sơn cốc, mặt đất rung động, lập tức diệu nhật tại quang mang bạo phát thung lũng bốn phương tám hướng từng cái không tầm thường chút nào trên tảng đá lớn. Đột nhiên bộc phát ra trói mắt phù văn. Sau đó từng đạo quang mang liên kết. Làm cho cả cái ở giữa thung lũng tạo thành một cái tuyền cơn xoáy năng lượng. Tuyền cơn xoáy nghịch chuyển, khí tức khủng bố, sau đó trói mắt quang mang trong. Theo trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó sau. Bốn phía tia sáng trói mắt đột nhiên tiêu thất, khí tức khuếch tán tiêu thất. Nháy mắt chính là tiêu thất trên trăm thân ảnh lào đảo chính đỗ thiếu phủ, tương quân, đỗ tiểu thanh. Cốc tâm nhan thiên vũ học viện trong đệ tử. Đây là nơi nào? Không ít đệ tử xuất hiện sau, ánh mắt nhìn về bốn phía quan sát quan sát đến. Chắc còn ở hắc ám xâm lâm bên trong. Chẳng qua hẳn là tại hắc ám xâm lâm nhất phương xuất khẩu biên giới. Quỷ oa nhìn bốn phía quan sát một cái sau nói. Kaka, có rất nhiều người tới, mang sát khí đỗ tiểu thanh nhìn về trước không gian cảm thấy có nhân tới gần nhân số còn rất nhiều đỗ thiếu phủ nghe vậy nhất thời nhìn về trước không gian phía trước không gian phía trên một mảng lớn yêu thú thân ảnh xuất hiện mấy cái vỗ sau phô thiên cái địa bao phủ tại phía trước giữa không trung bên trên khí lãng thao thiên đè ép mênh mông lâm hải phập phồng bốn phía quần sơn giã thú tiếng hi y, y y âm thanh lập tức ẩn núp không dám nhúc nhích Lẽ nào cái này chính là muốn đối phó thiên vũ học viện người? Đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi khép, nhóm người mình vừa xuất hiện, những người này cũng đã chạy tới. Cực kỳ rõ ràng là đã sớm chờ ở chỗ này lâu ngày. Có sát khí, mọi người cẩn thận. Bất điểm sơn hà tương quân, cửu u thái thiếu quỷ oa, hóa ma tiễn lý vũ tiêu. hắc ưng đường ngũ đám người ánh mắt bỗng nhiên gắt gao rót coi hướng về phía trước không gian. Khí tức ở trong người ám tự ba động phía trước kia mênh mông trong hơi thở kèm theo huyết tinh ác liệt chi khí. Mặc cho ai cũng có thể cảm giác được trong đó kia ác liệt sát phạt chi khí, lai giả bất thiện. Này 100 người, đại bộ phận đều là võ bảng bên trên tuyệt đối cường giả. Đều đi qua hắc ám xâm lâm bên trong tôi luyện, cũng là phi phàm hạng người. Oanh, theo bất điểm Sơn Hà Tương Quân, cửu U Thái Thiếu quỷ oa đám người thoại âm rơi xuống thiên vũ học viện đệ tử nhất thời liền 3, 5 phần 10 đội, 7. 8 phần 10 bảy dựa lưng vào nhau hiện ra trận hình phòng ngự. Từng cái một lập tức móc ra binh khí linh khí, khí tức dũng động. Làm cho cả cái sơn cốc không gian run. Phần phật, mười mấy con khổng lồ yêu thú chấn xí xoay quanh tại sơn cốc bốn phía, khí lãng thao thiên. Nhượng phía dưới bên trong sơn cốc thiên vũ học viện đệ tử y phục bay phất phới. Siêu siêu mấy trăm đạo thân ảnh nhất thời lướt xuống, có trôi nổi giữa không trung. Còn như thùng sắt tù lồng toàn bộ đem xung quanh sơn cốc bao quát trong đó. Từng cái một tới người thân ảnh mặc đấu bào, đầu đội mặt nạ bảo hộ. Mặt trên tựa hồ còn điêu khắc hung ác giữ tợn đồ án. Từng cỗ một ác liệt huyết tinh khí tức bộc phát ra đi. Khí tức khiến người ta cảm thấy giận cả tóc gáy, vô cớ trái tim băng giá một chút phù viện thực lực không đủ đệ tử, vì đó huyền khí ngưng kết đình trệ. Sắc mặt trắng bạch, là bọn hắn, âm minh giáo người. Nhìn thấy cái này trang phục kỳ lạ mấy trăm người, tương quân, cốc tâm nhan, quỷ oa, vu tước. Quách thiếu phong chờ nhất thời mắt lộ ra ngưng trọng. Lúc trước tại hắc ám thành cùng hắc ám xâm lâm đấu tranh nội bộ đoạt huyền linh thông thiên. Đằng lúc chờ, bất điểm sơn hà tương quân đám người liền từng kinh thấy qua cái này áo quần lố lăng khí tức làm người lạnh lẽo tâm gan người nghe nói tới tự một cái tên là âm minh giáo địa phương lại là âm minh giáo đỗ thiếu phủ nhìn bốn phía kia mấy trăm đạo thân ảnh này trang phục cùng khí tức tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được cùng lúc trước âm minh giáo những nhân đó giống nhau như đúc giết không chừa một mống giết không tha trên bầu trời có vô số đạo khí tức cách ngoại cường hãn người hàng lâm huyền phù ánh mắt xâm nhiên nhìn thiên vũ học viện hơn trăm người căn bản khinh thường nhiều mở miệng trực tiếp lựa chọn sát phạt giết không tha bốn phía mấy trăm con mang mặt nạ bảo hộ người đồng thời hét lớn số một trăm cỗ huyết tinh ác liệt khí tức nhộn nhạo mở làm cho không gian run dày không ngớt suy một cái âm minh giáo đệ từ tỷ lệ xuất thủ trước võ hầu cảnh sơ đăng tu vi một cỗ ác liệt âm hàn phù văn khí tức lướt ra đại cổ năng lượng kình phong tịch quyền bao phủ hướng về phía bên trong sơn cốc hết thầy thiên vũ học viện đệ tử muốn chết quỷ oa di chuyển huyền linh thông thiên đằng sự kiện sau liền ghi hận âm minh giáo quỷ mị băng lãnh thoại âm hạ xuống đồng thời quanh thân đạm hắc sắc huyền khí kèm theo một cỗ sát khí còn như quỷ dị dịch thể một loại bỗng nhiên đem thân thể toàn bộ bao phủ tĩnh mịch chi sắc bao trùm song đồng phất tay mà động hắc sắc huyền khí cùng phù văn lướt động mang theo tĩnh mịch sát khí trực tiếp ngưng tụ hứa hẹn qua chảo. Hướng về phía bầu trời xé rách mà đi. Suy lạp, trói mắt năng lượng phù văn nở rộ, quỷ oa một chảo chi hạ xé rách năng lượng. Suýt nữa đem kia võ hầu cảnh sơ đăng tu vi âm minh giáo cường giả thân thể xé rách thành mảnh. Vụn, ầm ầm, chỉ là này cùng lúc bốn phía rậm rạp âm minh giáo người đã trực tiếp vây công mà tới số trăm cái âm minh giáo người thực lực thấp nhất đều là mạch linh cảnh như vậy đội hình so lên thiên vũ học viện cả thể võ bảng đệ tử mạnh hơn không ít một hồi sát phạt đã hết sức căng thẳng mọi người chết thủ phòng ngự đường ngũ diệp phi vũ các ngươi che chở cốc tâm nhan bố trí phủ trận tương quân mở miệng tiếng gầm lan tràn trong nháy mắt bên trong làm ra cách đối phó sơn hà ấn theo tương quân thoại âm rơi xuống lúc trấn áp sơn hà khí thế cũng ở đây thể nội nháy mắt bạo phát một đạo trưởng ấn kèm theo một mảnh quang mang oanh ra làm cho không gian bên trong đều truyền ra ầm ầm run dày thanh ầm một đạo trưởng ấn đánh về phía trước không gian hạo đẳng phù văn năng lượng tự tương quân thể nội tịch quyền như một mảnh trào lên lũ bất ngờ cuộn trào mãnh liệt chỉ một thoáng tịch quyền hướng về phía tứ phương a à, trước vô số cái âm minh giáo đệ tử nhất thời bị tịch quyển trong đó, phá hủy phòng ngự. Lập tức thân thể tại giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp bị nổ nát. Giết, Lý Vũ Tiêu, Quách Thiếu Phong, vu Tước chờ đối với âm minh giáo người tuyệt đối không xa lạ gì. Đều là đồng thời xuất thủ, công kích lướt ra, năng lượng bạo phát. Phù văn rực rỡ lan tràn khoách tán trời cao. Phanh phanh phanh, như vậy dưới sự công kích năng lượng công kích giống như là muốn đem sơn cốc này chấn vỡ phá hủy một loại khiến người ta run rẩy theo lý vũ tiêu quách thiếu phong chờ xuất thủ lập tức đem không ít âm minh giáo người áp chế trọng thương giết a à, thời khắc này những thứ khác học viện đệ tử huyền khi dũng động trong phòng ngự sung phong liều chết tứ phương lúc này mọi người không có lựa chọn nào khác chỉ có thể phấn khởi đánh một trận cái này âm minh giáo người chính là chuyên môn đối phó bọn họ mà đến. Canh ba liên phát đến. Chương 514, 519, toàn bộ chu diệt. Chương 519, toàn bộ chu diệt. Đáng chết, mấy cái này nhượng chúng ta tới, mọi người đối phó người khác, giết không tha. Âm trầm tiếng hét lớn truyền ra cùng lúc đó lúc. Không thua 20 cỗ hùng hồn âm hàn khí tức dũng động gần như chừng 20 cái võ hầu cảnh tu vi người bộc phát ra khí tức kinh khủng. Thân ảnh còn như tàn ảnh bạo xạ mà ra, nhất thời từng người vây công phong tỏa tại Tương Quân. Quý Ngoại, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Lý Vũ Tiêu đám người. Cái này âm minh giáo cường giả nhìn thấu Tương Quân, quỷ oa đám người bất phàm. Chuẩn bị tiêu diệt bất điểm sơn Hà Tương Quân đám người. Từng cỗ một kinh khủng âm hàn khí tức lan tràn, che khuất bầu trời. Âm Minh giáo chặn giết người, khí thế so lên Thiên Vũ học viện cả thể cao hơn nhiều. Kiệt Kiệt xem ra vận khí không tệ, gặp được một nhóm Thiên Vũ học viện tinh nhuệ nhất đệ tử. Phải là cái gọi võ bảng học sinh đi. Trên bầu trời, một bóng người ánh mắt mặt nạ trên khuôn mặt lộ ra song đồng hiện lên hàn ý. Khí tức trên người tối vi hùng hồn ác liệt. Đó là nhóm người này Âm Minh giáo người người cầm đầu lập tức ánh mắt rơi vào trong đám người chính đang ngưng tụ trận kỳ cốc tâm nhan trên người. Khí tức âm lãnh xâm nhiên, cười lạnh nói, muốn bố trí phù trận sao? Vẫn là đừng lãng phí thời gian đi. Thoại âm rơi xuống, đầu này mang mặt nạ bảo hộ âm minh giáo người cầm đầu xuất thủ. Trong tay một cỗ hạo đãng âm hàn năng lượng lan tràn, còn như vạn vẹo cả vùng không gian. Nhất thời đè ép hướng về phía cốc tâm nhan mà đi này hạo đãng hãn năng lượng đè ép mà xuống sợ là căn bản không phải cốc tâm nhan chờ có thể đối kháng võ vương cảnh sơ đăng tu vi trong đám người đỗ thiếu phủ mắt thấy hướng về phía trên không xuất thủ người cầm đầu trong mắt hàn ý bôi qua sắc mặt đã sớm một mảnh âm trầm đạm mạc ác liệt thân ảnh theo trong miệng nói ra nói tiểu thanh giết hắn vâng ca ca thanh giòn không linh thanh âm đột nhiên truyền ra một đạo mạn diệu thanh sắc bóng hình xinh đẹp đã thiểm điện quỷ dị vô cùng xuất hiện ở bầu trời. Kia thanh sắc mạn diệu bóng hình xinh đẹp ảnh hưởng lúc không gian. Nháy mắt xuất hiện ở cốc tâm nhan chỗ không gian bầu trời. Trực tiếp chống đỡ ở đó âm minh giáo võ vương cảnh sơ đăng tu vi trước người. Đi tìm chết đi. Không linh thanh âm nương theo sát ý, đỗ tiểu thanh trắng nõn bàn tay thon dài tham suất thanh mang bạo phát, không khí đều là nhất thời xuất hiện một vòng như ẩn như hiện dấu vết. Nhiên sau một đạo quyền ấn thẳng thuận đụng tại âm minh giáo võ vương cảnh sơ đăng tu vi đè ép, mà đến âm hàn năng lượng bên trên, hết thảy trong điện quang hỏa thạch theo đỗ tiểu thanh xuất thủ. Kia võ vương cảnh sơ đăng tu vi âm minh giáo người cầm đầu tựa hồ là cảm giác được cái gì? Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngay sau đó, hắn âm hàn năng lượng trực tiếp bị phá hủy. Bành! sau đó đỗ tiểu thanh kia nhìn như tú khí một quyền. Kèm theo khủng bố đại lực có ở đây không thiếu kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Bỗng nhiên rơi vào trên thân thể. Phanh phanh phanh, đáng sợ đại lực chút xuống, này một chốc. Kia âm minh giáo võ vương cảnh sơ đăng tu vi trong thân thể trực tiếp truyền ra trầm thấp trầm. Đục thanh, song đồng ánh mắt hoảng sợ hoảng hốt. Lập tức thân thể lập tức còn như trùng kích pháo một loại trực tiếp bị chấn khai đang ở giữa không trung cũng đã liên tiếp tạc mở, thân thể hóa thành huyết vụ. Võ vương cảnh sơ đăng tu vi, chỉ là nhất chiêu, đã bị đỗ tiểu thanh trực tiếp đánh diệt. ục ục mà khi một màn này xuất hiện, không ít đầu đội mặt nạ bảo hộ âm minh giáo đệ từ hai mặt nhìn. Nhau, hít vào khí lạnh, từng cái một hoảng sợ chấn kinh ánh mắt. Chỉ một thoáng liền đều gắt gao nhìn về trước thanh sắc bào bóng hình xinh đẹp mà đi. Ánh mắt đều giống như gặp quỷ. Ào ào này cùng lúc cốc tâm nhan tối hậu một đạo thủ ấn ngưng kết từng cỗ một thiên địa năng lượng nhất thời tự chu không cấp tốc ba động mà đến thân thể mềm mại bước ra hồng y hạ tư thái thướt tha tú lệ đầu ngón tay phía trên mười bảy mặt trận kỳ ngưng tụ đều là lan tràn kinh người ba động trấn linh thiên phượng trận không hề chậm trễ chút nào cốc tâm nhan bố trí phủ trận 17 mặt trận kỳ lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỹ tích đem trước không gian bao. Quanh, nhiên sau hóa thành từng đạo trói lóa mắt phù văn quang trụ tiêu thất. ầm ầm trong sát na, một cái lợi hại phù trận liền xuất hiện ở giữa không trung. Vô cùng vô tận năng lượng phù văn quang mang vặn vẹo không gian. Tối hậu trong lúc mơ hồ hóa thành một con cự đại bên trên mấy trăm trượng thiên phượng hư ảnh. Cô! thiên phượng hư ảnh giống như sống vật toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa. Một đạo kinh thiên động địa lệ thanh cũng là vang vọng tại này giữa thiên địa. Uy thế trấn áp trời cao, uy năng làm người ta run sợ. Kinh khủng phù trận chiếm giữ giữa không trung, thiên phượng hư ảnh còn như sống vật. Làm người run sợ không hiểu, sau đó bao phủ ước chừng trên trăm âm minh giáo người. Suy lạp thiên phượng chấn xí, hai tay như câu khủng bố năng lượng tịch quyền, vạn vẹo hư không? Giống như từng đạo thiểm điện lan tràn, đột nhiên trong lúc đó chính là xuất còn như lôi đình. Tầng tầng lớp lớp tịch quyền kia trên trăm âm minh giáo người. Phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục không ngừng, từng cái một âm minh giáo đệ tử tại trấn linh thiên phượng trận. Bên trong trực tiếp bị không ngừng chu diệt trong đó. Giết, đạm mạc băng hàn sát ý lan tràn đỗ thiếu phủ trong tay thanh kim sắc quang mang bạo phát thu liễm cả vật thể thanh kim chi sắc phách ảnh giữ tại tay trong thanh kim quang mang tỏa sáng phù văn chảy chuyển tự nhiên mà thành bá đạo ác liệt khí tức tràn ngập leng keng rung động đỗ thiếu phủ thiểm điện xuất thủ phách ảnh phía trên từng tầng một quang mang điệp ra nở rộ thân kiếm nháy mắt hóa thành một cái từ thân kiếm chia lìa tương liên liệm giác thanh kim kiếm tiên tầng tầng lớp lớp thanh kim phù văn nở rộ Xì xì xì, thanh kim kiếm tiên biến hóa, còn như linh mãng xuất động, giao long sung thiên. Đại bàng động không, cũng tại không thể tưởng tượng nổi quan điểm. Trực tiếp lướt về phía từng cái một âm minh giáo người. Hiu hiu hiu, thanh kim kiếm tiên ác liệt lướt ra, linh động yêu mị. Khủng bố linh động yêu mị kiếm tiên theo từng cái một âm minh giáo người trên ngực xuyên qua. Căn bản không có thể chống đỡ, đi qua chỗ từng cái một âm minh giáo người chút nào vô lực đối kháng. Thiểm điện theo thể nội bạo phát kim quang. Sau đó lần lượt từng bóng người tại giữa không trung trực tiếp tạc mở. Phanh phanh phanh, tốc độ nhanh như thiểm điện thế như bôn lôi. Từng cái một âm minh giáo võ hầu cảnh tu vi ở đó còn như đại bàng chấn xí. Giao lòng xoay quanh kiếm tiên chi hạ con kiến hôi thần hồn câu diệt. Võ hầu cảnh tu vi không đỡ nổi một đòn. Hống tiểu hổ lướt không, hóa thành khổng lồ hắc hổ thân thể chấn xí dựng lên. Giữa không trung kia âm minh giáo mười mấy con yêu thú yêu thú biết bay trong sát na không? Chịu nổi chống đỡ uy áp theo giữa không trung trụy lạc bị tiểu hổ trào ấn liên tiếp xé rách. Hống, tiểu hổ rít gào, bồn máu miệng rộng hung ác dữ tợn. Từng cái một âm minh giáo người trực tiếp bị tiểu hổ nuốt vào trong miệng. Ngao, o, o đỗ tiểu yêu kim sắc tiểu mi hầu thân thể hóa thành xích hào mã hầu. Một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát còn như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế. Quanh thân đầy trời phù văn dũng động, làm cho không gian xung quanh sóng văn cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mở. Đỗ tiểu yêu từng quyền oanh ra, còn như được tối quang huy, giống như thiên địa sơ khai. Quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy. Từng cái một âm minh giáo người trực tiếp oanh bạo linh hồn, thân thể hóa thành mảnh vụn. Giết, tiểu thanh liên tiếp xuất thủ, bóng hình xinh đẹp đi qua chỗ. Từng cái một âm minh giáo người hóa thành huyết vụ mảnh vụn. Căn bản không khả năng có chống đỡ chi lực. Theo đỗ tiểu thanh, đỗ thiếu phủ, tiểu hồ, đỗ tiểu yêu này bốn cái xuất thủ, đi qua chỗ. Chính là âm minh giáo người ác mộng, vô số kêu rên thảm thiết thanh âm. Từng cái một âm minh giáo tới nhân chết không toàn thay, thần hồn câu diệt hết thầy thiên vũ học viện đệ tử đối mặt đỗ tiểu thanh đỗ thiếu phủ tiểu hồ còn có đỗ tiểu yêu vi khiếp sợ giết a à. nhưng chỉ thời gian ngắn trong hết thầy thiên vũ học viện đệ tử không khỏi là vui mừng không thôi sau đó từng cái một ra sức xuất thủ chu diệt âm minh giáo tới nhân số trăm âm minh giáo tới nhân dẫn đầu võ vương cảnh bị đỗ tiểu thanh nhất chiêu tiêu diệt mười mấy hai mươi võ hầu cảnh tu vi bị đỗ thiếu phủ đỗ tiểu thanh tỷ lệ trước chu diệt còn dư lại mạch linh cảnh tu vi đối với thiên vũ học viện đệ tử tái không có quá nhiều uy hiếp. Huống chi còn có tương quân, quỷ oa, vu tức, cốc tâm nhan, quách thiếu phong, lý vũ tiêu. Đường ngũ, diệp phi vũ chờ bất phàm người ở trong đó. Số trăm cái âm minh giáo người chờ đợi cũng chỉ có bị chu diệt. Có đỗ thiếu phủ, đỗ tiểu thanh, tiểu hổ chờ ở, ngay cả trốn đều trốn không thoát số trăm âm minh giáo tới nhân trong thời gian thật ngắn liền đều bị chu diệt sạch sẽ có lẽ cái này âm minh giáo tới nhân đánh chết không nghĩ tới bọn họ chặn giết cái này thiên vũ học viện đệ tử sẽ là bọn họ đòi mạng chuông này một nhóm thiên vũ học viện đệ tử tuyệt đối không phải bình thường bọn họ có thể chặn giết bên trong sơn cốc máu me đầm đìa tàn hài khắp nơi trên đất từng cái một thiên vũ học viện đệ tử rơi vào bên trong sơn cốc quần áo dính huyết số ít đệ tử có vết thương nhẹ thương thế không nghiêm trọng lắm đỗ thiếu phủ thân ảnh hạ xuống sơn cốc thanh kim trường tiên yêu mị tối hậu hết thảy bay lượn lần thứ hai hóa thành kia tự nhiên mà thành cổ sơ yêu nhã một thanh thanh kim trường kiếm song đồng bên trong kim quang dũng động tê lợi khiếp người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra âm minh giáo người làm sao sẽ ở này địa chặn giết chúng ta học viện gặp phải đại kiếp nạn lẽ nào cùng âm minh giáo có quan sao tương quân cốc tâm nhan quỷ oa vu tức quách thiếu phong lý vũ tiêu chờ trước tiên vây quanh tại đỗ thiếu phủ bên cạnh chỉ có đỗ thiếu phủ theo ra cắt cường bang phó viện trưởng đi phục hồi khả năng sẽ biết so lên bọn họ nhiều hơn một chút đỗ thiếu phủ nhìn bốn phía máu me đầm đìa sơn cốc sau đó nhìn xung quanh học viện đồng học sắc mặt ngưng trọng, tối hậu đối với bất điểm Sơn Hà Tương Quân. Linh tuyền ngọc nữ cốc tâm nhan, cửu u thái thiếu quỷ oa, u minh công chúa vu tước. Cản la kiếm quách thiếu phong, hắc ưng đường ngũ, hóa ma tiễn lý vũ tiêu đám người nói. Ta không biết học viện đại kiếp nạn có đúng hay không cùng âm minh giáo có quan. Nhưng chúng ta xuất hiện ở này địa đã bị âm minh giáo chặn giết. Sợ là lúc trước học viện bị không gian truyền tống phù trận đưa đi học viện học đệ học muội. Sợ là giữ nhiều lành ít, chúng ta tránh thoát một kiếp này. Có lẽ đã học viện lưu lại tối hậu truyền thừa, các ngươi đi nhanh đi. Vì học viện lưu hạ tối hậu truyền thừa, học viện phải tân hòa tương truyền. Không thể ngay trong tay chúng ta biến mất bằng không. Chúng ta có lỗi với học viện trưởng bối. Tương quân nhìn Đỗ thiếu phủ, chính xác hỏi, vậy còn ngươi? Chương 515, 520, há có thể không trở về? chương 520 há có thể không trở về ta muốn hồi học viện một chuyến Đỗ thiếu phủ đem phách ảnh thu vào thể nội nghĩ Thái thượng trưởng lão vẫn là quyết định phải về học viện một chuyến âm Minh giáo người có thể tại các nơi chặn giết học viện đệ tử kia đối thiên Vũ học viện sợ là càng thêm sẽ không bỏ qua coi như là kia đại kiếp nạn không phải là mình có thể đối kháng Nhưng nếu là thực sự rời đi luôn như vậy một đời mình cũng vĩnh viễn xa sẽ không tha thứ bản thân. Người phải đi về. Vu Tước nghe vậy, mắt lộ ra nghi hoặc hỏi. Học viện học muội học đệ cùng học viện các trưởng lão vậy cũng sẽ kinh không gian truyền tống. Rời đi, ngươi trở về học viện làm cái gì? Nghe Vu Tước, Đỗ Thiếu phủ than nhẹ, nhẹ giọng than thở, bọn họ sợ là đã vô pháp ly khai. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi biết nhiều ít? Cốc tâm nhan đối với đỗ thiếu phủ hỏi, mỹ lệ trong hai con ngươi, vẻ mặt nghiêm túc. Đỗ thiếu phủ mắt thấy đang mọi người, nhìn bốn phía ánh mắt, hơi làm còn dự, trả lời. Không gian truyền tống phủ trận tiêu hao rất lớn. Học viện tất cả tài nguyên đã tiêu hao đãi tận, một vòng cuối cùng truyền tống. Cũng chỉ có thể chống đỡ chúng ta ly khai. Những người còn lại đã khó mà đi qua không gian truyền tống phù trận ly khai chúng ta ở chỗ này hồi đạo âm minh giáo chặn giết, sợ là học viện ở ngoài nhân sẽ càng nhiều. Học viện những người còn lại đã khó mà rời đi. Hết thầy đệ tử vây quanh nghe vậy, nhất thời từng cái gương mặt lâm vào ngưng trọng. Này tiêu tức, bọn họ lúc trước cũng không biết. Khó trách một vòng cuối cùng không gian truyền tống phù trận chỉ là truyền tống bọn họ này. Chừng 100 nhân, nguyên lai like dĩ nhiên cả cái học viện có thể chống đỡ không gian truyền tống. Phù trận tài nguyên đã tiêu hao đãi tận cái này âm minh giáo người không biết là một cái trong số đó vẫn là toàn bộ nhất định đều là đến đây đối phó thiên vũ học viện đây cũng chính là học viện trưởng lão nói đại kiếp nạn thiên vũ học viện hiện tại gặp đại kiếp nạn ta muốn trở về học viện một chuyến đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống nhìn đỗ tiểu thanh tiểu hồ đỗ tiểu yêu nói tiểu thanh tiểu hồ đỗ tiểu yêu các ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau sẽ học viện tam thiếu ở nơi nào, ta ngay nơi nào. Tiểu hổ thân thể tại hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu. Thân thể đứng vững tại đỗ thiếu phủ bên cạnh, nhìn chằm chằm, khí thế hung hãn. Ta tự nhiên là phải bồi ca ca. Đỗ tiểu thanh nói, người có thể thiếu ta sao? Đỗ tiểu yêu chẳng biết xấu hổ nói. Thân thể lần thứ hai về tới kim sắc tiểu mi hầu kích cỡ tương đương, linh đồng chuyển động. Đỗ thiếu phủ, lẽ nào ngươi cho rằng học viện liền một mình ngươi không sợ chết? ta chỉ sợ không chết được, phải đi về, cũng muốn coi là ta đi. Tương quân song đồng mắt thấy đỗ thiếu phủ, ánh mắt kiên nghị. Toàn thân nhàn nhạt cổ đồng màu da da thịt, khiến người ta nhìn. Vô hình chung có một loại còn như chiếm giữ trời cao, trấn áp sơn hà khí chất. Còn có ta, muốn động thiên vũ học viện, còn muốn hỏi trước qua ta. Quỷ oa cất bước đi ra, hắc bào mặc hắc sắc như mực tuấn Mỹ bên trên lộ ra ác liệt khí tức. Không được đỗ thiếu phủ nhìn tương quân quỳ oa nghiêm mặt nói học viện phải lưu hạ truyền thừa các ngươi không thể trở về nếu là ta đoán không sai ra cắt viện phó tìm ngươi đơn độc đi một hồi tất nhiên hy vọng ngươi dẫn dắt chúng ta vi học viện lưu hạ truyền thừa đi coi như là sẽ phải học viện cũng là chúng ta trở về ngươi mới là phải vi học viện lưu hạ truyền thừa kia một cái cũng chỉ có ngươi mới có thể chân chính vi học viện lưu hạ truyền thừa cốc tâm nhan bóng hình xinh đẹp tiến lên, mỹ lệ song mâu hiện lên ba động. Tâm nhan nói không sai, phải trở về là chúng ta, người mới chịu lưu hạ. Vì học viện lưu hạ truyền thừa. U Minh công chúa vu tước tiến lên, mắt thấy đỗ thiếu phủ, hỏi, cho nên. Phải về mọi người cùng nhau hồi, chúng ta đều là học viện một phần tử. Nếu là học viện cũng không có, còn nói gì truyền thừa. Học viện lấy nâng viện chi lực đưa chúng ta ly khai lẽ nào chúng ta liền thật sự có thể ly khai sao coi như là chúng ta không địch lại chỉ ít chúng ta trở về qua chúng ta há là hạng người ham sống sợ chết thiên vũ học viện chưa bao giờ có hạng người ham sống sợ chết nếu như không trở về này mệnh khó an thiên vũ học viện chưa bao giờ có hạng người ham sống sợ chết há có thể đi thẳng một mạch nếu như không trở về này mệnh khó an nhàn nhạt ngôn ngữ theo lý vũ tiêu trong miệng truyền ra khẽ ngẩng đầu trơn bóng trắng nõn trên mặt kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng màu đỏ khiến người ta nhìn hắn ánh mắt kia vì đó sợ hãi thiên vũ học viện chưa bao giờ có hạng người ham sống sợ chết nếu như không trở về này mệnh khó an nếu như sẽ không này mệnh khó an quách thiếu phong đường ngũ diệp phi vũ đám người mở miệng thanh âm nhàn nhạt truyền ra lập tức bên trong sơn cốc trên trăm học viện đệ tử không khỏi là mắt lộ ra kiên nghị oán giận. Chi sắc, học viện có khó khăn, tao ngộ đại kiếp nạn. Thiên vũ học viện tuyệt không rất sợ chết chi đồ, há có thể đi thẳng một mạch. Ở đây phần lớn đều là thiên vũ học viện lão sinh, tại học viện đã nhiều năm như vậy. Đã sớm đối với học viện có lòng trung thành, đối với mỗi người tới nói. Học viện chính là nửa nhà, đây là học viện tồn tại ý nghĩa, làm sao có thể đi thẳng một mạch người bây giờ còn muốn một người trở về sao nhìn bốn phía mọi người tương quân lần thứ hai đối với đỗ thiếu phủ hỏi đỗ thiếu phủ nhìn bốn phía mọi người xong đồng ba động sau đó gật đầu nói người trên võ bảng cùng nhau hồi học viện đi Phủ viện những thứ khác học trưởng học muội nhanh chóng rời đi thiếu phủ học đệ chúng ta muốn cùng nhau trở về thực lực chúng ta tuy rằng không phải quá mạnh nhưng chúng ta thân là học viện một phần tử thân là phủ viện đệ tử há có thể rất sợ chết chúng ta coi như là rời đi lại có thể đi chỗ nào hàn triều tiến lên chính xác đối với đỗ thiếu phủ hỏi song đồng quả đoạn kiên nghị chúng ta phủ viện đệ tử cũng muốn đang đi trước băng na đồ đồng chờ cộng đồng tiến lên đều là muốn đang đi trước hàn triều học trưởng thiên vũ học viện chưa bao giờ hạng người ham sống sợ chết phủ viện cũng không có chỉ là chúng ta phải vi thiên vũ học viện lưu hạ truyền thừa phủ viện đệ tử lưu hạ cũng không phải rất sợ chết đỗ thiếu phủ đối với hàn triều băng na đồ đồng chờ chính xác nói nếu là ta nhớ kỹ không sai này địa cần phải loạn ly yêu thành không xa các ngươi đi phía trái rời đi đi trước loạn yêu thành tìm được thiên hạ hội đã nói phụng ta chi mệnh nhượng thiên hạ hội không tiếc bất cứ giá nào Mau đi trước thiên vũ học viện trợ giúp. Nhìn đỗ thiếu phủ nghiêm nghị ánh mắt, hàn triều, băng na, đồ đồng chờ con mắt động. Lập tức đều là gật đầu, hàn triều tỷ lệ trước đối với phủ viện đệ tử nói. Hết thầy phủ viện đệ tử theo ta đi, đi trước loạn yêu thành. Siêu siêu, thời gian ngắn, phủ viện đệ tử ở trên trước, nhìn đỗ thiếu phủ. Tương quân đám người một cái sau, tại hàn triều chờ dưới sự hướng dẫn, nhất thời lướt vào bên trái trong rừng rậm lắc mình rời đi đại gia hồi học viện đi chúng ta sợ là vô pháp vận dụng này không gian truyền tống phù trận trở về này địa cự ly học viện không gần hy vọng chúng ta đến lúc đó chạy trở về còn kịp đỗ thiếu phủ thần sắc vi ngưng theo loạn yêu thành đến thiên vũ học viện tiểu hồ tốc độ cao nhất cũng là muốn gần một ngày một đêm lúc bên này coi như lúc cần phải cũng gần như không biết đến lúc đó còn có thể hay không thể tới kịp nếu chúng ta có thể khởi động nay không gian truyền tống phủ trận thì tốt rồi cốc tâm nhan than thở mỹ lệ xong mâu than nhẹ chúng ta tốc độ cao nhất chạy về học viện tương quân nói đỗ tiểu yêu đạm kim sắc linh đồng khẽ động do dự một chút sau nói với đỗ thiếu phủ lão nhị này không gian truyền tống phủ trận tuy rằng các ngươi vô pháp khởi động này không gian truyền tống phù trận đã mở ra chỉ là các ngươi vô pháp vận dụng mà thôi nhưng ngươi cùng ta nhưng là có thể trở về đỗ thiếu phủ nghe vậy không có thời gian cùng đỗ tiểu yêu thảo luận ai mới là lão đại ai mới là lão nhị vấn đề đỗ tiểu yêu trong lời nói ý tứ đỗ thiếu phủ tự nhiên là hiểu lấy đỗ tiểu yêu cùng mình mạch hồn bên trên thiên phú có thể không để ý hết thầy phổ thông suốt phù trận không gian truyền tống phù trận cũng là phù trận, tự nhiên cũng có thể không để ý. Có biện pháp nào không mang đại gia hết thảy đi trước? Đỗ thiếu phủ đối với đỗ tiểu yêu hỏi. Cái này, đỗ tiểu yêu con mắt động, có chút khó xử. Ngươi có biện pháp đúng không? Đỗ thiếu phủ hiểu rất rõ đỗ tiểu yêu. Không khó nhìn ra đỗ tiểu yêu tự hồ là có biện pháp mang đại gia đang đi trước. Đỗ tiểu yêu gật đầu, ánh mắt theo tương quân, quỷ oa, Cốc tâm nhan chờ hơn 10 người trên người đảo qua, thở dài một hơi, nói với đỗ thiếu phủ. Biện pháp nhưng thật ra có, chỉ là mang nhiều người như vậy, bằng vào ta thực lực bây giờ. Căn bản là vô pháp làm được, trừ phi. Trừ phi cái gì, ngươi nhưng thật ra nói mau. Đỗ thiếu phủ trừng đỗ tiểu yêu một cái. Ta cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhiều đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Cần rất nhiều rất nhiều linh dược, linh khí, phủ khí, nói chung càng nhiều càng tốt bằng không ta thật vô pháp làm được. Đỗ tiểu yêu chính xác nói. Đỗ thiếu phủ nhìn đỗ tiểu yêu, biết đỗ tiểu yêu đây không phải là đang gạt linh dược cùng linh. Khí, đỗ tiểu yêu là thật cần rất nhiều linh dược cùng linh khí. Ta đây chút có đủ hay không? Đỗ thiếu phủ móc ra càn khôn đại, đem càn khôn đại trung phần lớn linh dược, đan dược. Còn có vài món linh khí đều đổ ra. Đỗ thiếu phủ trên người nhưng thật ra còn dư lại một phần nhỏ đan dược cùng linh dược nhưng là không cách nào lấy ra tới, đều có tác dụng vô cùng trọng yếu, có thể móc ra. Cũng đều toàn bộ móc ra, có giá trị không nhỏ. Linh dược, đan dược, linh khí trồng chất thành đống, hào quang lan tràn, sóng năng lượng. Khiến người ta vì đó sợ hãi, đỗ thiếu phủ ngay cả lúc trước luyện chế chuôi này thái đao linh. Khí đều móc ra, làm cho xung quanh tương quân, cốc tâm nhan chờ không khỏi là trợn mắt hốc mồm tự hồ là không nghĩ tới đỗ thiếu phủ trên người dĩ nhiên có nhiều như vậy tại đồ vật tuy rằng rất nhiều nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhượng ta mang theo một nửa nhân đỗ tiểu yêu nói nhìn đỗ thiếu phủ móc ra đan dược linh dược cùng linh khí không có ngày xưa cái loại này tham ăn dáng tê cười ngược lại là đầy con mắt ngưng trọng ta đây có một chút tuy rằng không nhiều đều tại đây cốc tâm nhan tiến lên đỗ tiểu yêu cùng đỗ thiếu phủ nàng một mực bên cạnh nghe Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, trong tay càn khôn đại trung không ít đan dược. Linh dược đều đổ ra, còn có hai thanh linh khí. Ta đầy cũng có một chút. Còn có ta, tương quân, quỷ oa, lý vũ tiêu, quách thiếu phong, vu tước bốn người tiến lên. Không có bất kỳ do dự nào, trong tay càn khôn đại trung, cũng là không ít đan dược, linh dược. Linh khí chờ đều đổ ra. Chương tiếp theo, lập tức đến. Chương 516, 521, đại kiếp nạn bắt đầu. Chương 521, đại kiếp nạn bắt đầu. Còn có chúng ta, mọi người chung quanh nghe vậy thấy thế, theo hắc ưng đường ngũ. Tri Vân Yến Diệp Phi Vũ các loại, từng cái một trong tay càn khôn đại trung. Đều là không ít đan dược cùng linh dược, còn có số ít không cần linh khí móc ra. Linh dược, đan dược, linh khí trồng chất, giống như một cái đống cỏ khô dường như hào quang tràn ngập sóng năng lượng lưu quang tràn đầy hà đặc biệt rực rỡ chói mắt hiện tại có thể được rồi mọi người đều móc ra đan dược cùng linh dược linh khí đỗ thiếu phủ lần thứ hai đối với đỗ tiểu yêu hỏi ta cũng không biết ta sẽ tận lực thử một lần bất quá nhân số quá nhiều sợ là tính là ta có thể làm được sợ là tốc độ cũng sẽ so lên chúng ta đi qua không gian truyền tống phủ trận tới lúc chờ muốn chậm một chút Đỗ Tiểu Yêu nói, nhìn kia đống cỏ khô dường như linh dược cùng đan dược còn có linh khí. Vẫn là không có bất kỳ vui vẻ. Hoàng hôn, thiên vũ học viện bên trong. Thái Dương đem sau cùng quang huy chiếu xuất tại từng tòa hùng vĩ sơn phong cùng kiến trúc cổ. Xưa bên trên, dạng mây đỏ giống như một mảnh đỏ ngầu lá rụng rớt xuống. Nhưng Dương chi hạ hết thảy biến thành ám tử sắc giống như trong mây đá ngầm thiên vũ phủ cảnh bên ngoài bao la trên quảng trường còn dư lại hết thầy đệ tử đứng lẳng lặng có nhân đặt câu hỏi bị đạo sư cùng trưởng lão báo cho biết yên tĩnh chờ ai cũng không được nhiều lời tà dương bao phủ thiên vũ học viện bên ngoài quần sơn liên miên bao phủ dạng mây đỏ thiên vũ học viện đến cùng đã xảy ra chuyện gì tựa hồ là động tĩnh không nhỏ a à? chẳng lẽ là thiên vũ học viện phát sinh biến cố sao bọn chúng ta chờ xem nói không chừng có thể lao một chút chỗ tốt thiên vũ học viện ở ngoài cách gần một chút tiêu cục cùng thế lực chính tại nguyên nguyên quan vọng thiên vũ học viện bọn họ phỏng đoán thiên vũ học viện bên trong động tĩnh lớn như vậy có thể là thiên vũ học viện xuất hiện trọng đại biến cố có lẽ là bọn họ cơ duyên tới nói không chừng đến lúc đó có thể không ít chỗ tốt phải biết rằng thiên vũ học viện thế nhưng thánh địa tồn tại truyền thừa vô số năm tuy rằng danh tiếng đã không lớn bằng lúc trước từ từ suy yếu bên trong bất kỳ chỗ tốt nào đối với ngoại giới tới nói vậy cũng là cự đại cơ duyên này đủ để cho vô số nhân ngấp nghé trong lòng trong quần sơn thung lũng trong rừng rậm hơn nghìn đạo mặt mang mặt nạ bảo hộ thân ảnh xa xa nhìn thiên vũ học viện phương hướng lúc này tựa hồ cũng là đang lẳng lặng chờ cái gì suy đúng lúc này chờ thung lũng phía trên, không gian phía trên đột nhiên hiện lên lên ba động. Màu đỏ dáng chiều đám mây trong hiện lên lên ba động, một cỗ âm hàn khí tức hàng lâm quần sơn. Gào gừ, này sát na tựa hồ là cảm giác được cái gì, trong quần sơn, vô số hung cầm chim bay trụy lạc. Thân thể bỡ ngỡ, mãnh thú phủ phục rít gào, ẩn núp tại động không dám xuất hiện. hắc ám xâm lâm, hắc ám thành, mục gia thương hội bên ngoài đơn sơ trà bầy bên cạnh một cái đầy đầu bạo phát như ngân ti một loại lóe tinh oánh bạch. Quang, thân ảnh có chút tập tĩnh lão bà bà, tựa hồ là cảm giác được cái gì, bỗng dưng. Khẽ ngẩng đầu, đầy mặt tầng tầng lớp lớp nếp nhăn bên trên. Khóe mắt văn lộ giống hai thanh mở ra cây quạt ánh mắt nhìn về trước không gian. Thiên vũ học viện bên trong, thiên không dáng chiều ba động, có âm hàn khí tức lan tràn. Vô thanh vô tức khiến người ta linh hồn run rẩy trong lòng phát lạnh. Thiên Vũ phủ cảnh bên ngoài trên quảng trường, hết thảy Thiên Vũ học viện đệ tử. Ánh mắt đều là nghi ngờ nhìn về giữa không trung. Mọi người lúc này đều có thể cảm giác được kia âm hàn trong hơi thở kèm theo sát ý. Các trưởng lão nói kiếp số, lẽ nào sẽ là cùng này có quan sao? Thiên Vũ học viện, quần sơn vây quanh, bên trong hạp cốc cổ lão đại tháp bên trên. Thái thượng trưởng lão chờ tụ tập tại trên đỉnh tháp sắc mặt ngưng trọng nhìn về trên bầu trời kia tự dáng chiều trong lan tràn khuếch tán xuống âm. Hàn khí tức, bọn họ tới, tự hồ là âm minh giáo người. Ra cắt cường băng phó viện trưởng cao mày, dã nhân trên mặt ánh mắt ngưng trọng. Xem ra bọn họ là dự định triệt để động thủ. Không nghĩ tới sẽ là âm minh giáo người thứ nhất nhịn không được động thủ. Chu viện già nua lão trên mặt cũng là bôi qua vẻ ngưng trọng thì thào nói nhỏ lẽ nào một cái âm minh giáo thực sự liền dám thứ nhất trước đối với ta thiên vũ học viện xuất thủ sao ai thái thượng trưởng lão than nhẹ sắc mặt ngưng trọng nhưng là có chút bình tĩnh trong lòng hắn đã sớm biết ngày này sớm muộn trở về chỉ là vấn đề thời gian sau đó nhìn bên cạnh mọi người nói hôm nay thiên vũ học viện đại tiếp nạn hàng lâm các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng thiên vũ học viện là của chúng ta căn ai dám tới thề sống chết đánh một trận đông đảo nội viện già nua trưởng lão sắc mặt trang nghiêm đều là đồng thời trầm uống ai cũng cũng không lui lại nửa bước ý tứ dĩ nhiên như vậy vậy thề sống chết sau đánh một trận ta ngược lại muốn xem xem một cái âm minh giáo đến cùng có bản lãnh gì có thể đối phó ta thiên vũ học viện thái thượng trưởng lão quát lên tiếng gầm leng keng kia nhìn như khô héo trên người có khí lãng bắt đầu lan tràn khí thế còn như núi lửa phun trào mà ra mở ra phù trận thiên vũ học viện bên trong một lát sau có thanh âm truyền ra thong thả quanh quẩn tại bầu trời ầm ầm lập tức lớn như vậy thiên vũ học viện bốn phía bắt đầu có vô số quang trụ phóng lên trời giao thoa tung hoành ngang dọc tối hậu hội tụ ở cùng nhau hóa thành một cái cự đại phù trận bao phủ thiên vũ học viện này sát na, đất dung núi chuyển, giống như địa chấn, khí tức cổ xưa nhộn nhạo bốn phía. Quy áp bao phủ học viện, ầm ầm khuếch tán chậm rãi lan tràn ra. Cung nghênh phó giáo chủ. Bên trong hạp cốc dẫn đầu đầu đội mặt nạ bảo hộ, lão giả, song đồng âm hàn. Mắt thấy trên không dáng chiều đám mây cung kính hành lễ. Cung nghênh phó giáo chủ hàng lâm. Bên trong cốc tiến lên phía trước nói mặt nạ bảo hộ người cung kính quỳ xuống đất hành lễ tiếng gầm quanh quẩn thung lũng bầu trời. Thiên vũ học viện người nghe, người đầu hàng không giết bằng không, chó gà không tha. Âm hàn thanh âm tự dạng mây đỏ trong truyền gia. Còn như tại vùng thế giới này hạ nổi lên âm hàn bạo vũ. Tiếng nói rơi vào thiên vũ học viện trong tai của mọi người. Muốn muốn cho nhân thể nội huyết dịch ngưng kết, huyền khí đóng băng, linh hồn phát lạnh. Thiên vũ học viện chưa từng hạng người ham sống sợ chết, có bản lĩnh trước phá trận đi. Thanh âm già nua len keng truyền ra, dường như sấm sét vang vọng mở. Đem kia âm hàn khí tức hòa tan mở. Dĩ nhiên như vậy, vậy phá trận đi. Dạng mây đỏ ba động, âm hàn tiếng gầm tiếp tục quanh quẩn, khoách tán bốn phía. Siêu siêu, bên trong hạp cốc có gần như hơn 10 chừng 20 đạo thân ảnh nhanh như tia chớp lướt ra. Đều số đều là võ vương cảnh tu vi, trước mấy đạo thân ảnh tựa hồ còn chưa phải là võ vương cảnh, đặc biệt đầu lĩnh kia đối diện che âm hàn lão giả. Thời khắc này khí tức càng khủng bố nhộn nhạo. Phá trận, âm hàn mặt nạ lão giả thoại âm rơi xuống, hơn 10-20 cường giả đạp không? Từng người phất tay mà động, từng người trong tay có phù văn lướt động, huyền khí thao thiên. Quang mang lan tràn, sau đó từng đạo khủng bố công kích nhất thời liền rơi về phía thiên vũ học. Viện mà đi, ầm ầm, theo này một chút cường giả xuất thủ từng đạo công kích tựa như là có thể vặn vẹo không gian có năng lượng kinh khủng không gian sóng chiều còn như biển gầm tịch quyển mà xuống nhất thời rơi vào thiên vũ học viện mà đi công kích năng lượng đi qua chỗ lâm hải phá hủy sơn phong băng toái mặt đất dạn nứt khe rãnh phong bạo tịch quyển trời cao ào ào mênh mông như vậy năng lượng tịch quyển hạ kinh khủng công kích năng lượng xuất hiện ở thiên vũ học viện bầu trời phù trận bên trên. Nhất thời bị phù trận bên trên vô hình không gian quang cháo làm cho chống đỡ. Từng vòng hiện lên cổ lão khí tức vô hình quang cháo ba động. Trong lúc mơ hồ có rồng cuốn hổ trồm, khí thế kinh thiên. Tiếp tục, đầu lĩnh âm hàn lão giả đạm mạc đạo âm hàn song đồng lóe ra hàn tinh. Tiếp tục xuất thủ oanh kích phù trận mỗi một lần xuất thủ từng đạo thân ảnh đều là vượt không cách thiên vũ học viện càng ngày càng gần phía sau cách đó không xa hơn nghìn đạo thân ảnh cũng âm hàn huyết tinh khí tức thao thiên lan tràn khoách tán đi sát đằng sau ầm ầm kinh khủng âm thanh tự thiên vũ học viện bầu trời phù trận bên trên nhộn nhạo lên theo kia chừng hai mươi cái cường giả công kích phù trận phía trên ba động cổ lão khí tức phù trận cũng là không ngừng khoách tán ra từng đạo Gợn sóng, rồng cuốn hổ trồm hư ảnh không ngừng nhộn nhạo, phù văn lóe ra. Ầm ầm, tiếng nổ lớn âm dường như kinh lôi, tại vùng thế giới này bầu trời vang dội không thôi. Trấn Nhân Tâm Phách, ở đó chừng 20 cái cường giả liên miên dưới sự công kích. Khủng bố phong bạo tịch quyển trời cao, xung quanh sớm đã là sơn băng địa liệt. Đặc biệt trước mấy cường giả, thực lực tựa hồ là còn vượt qua võ vương cảnh khủng bố tầng thứ ở đó hung mãnh công thế chi hạ, phù trận lung lay sắp đổ, sợ là khó mà một kiên trí. Đây là thiên vũ học viện đại kiếp nạn sao? Hết thầy thiên vũ phù cảnh bên ngoài trên quảng trường đệ tử. Lúc này nhìn kia run không ngừng phù trận, nghe lúc trước kia kinh lôi âm hàn ngôn ngữ. Cũng đều là đại khái hiểu các trưởng lão theo lời đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì? Từng cái một song quyền bất chi bất giác chặt nắm lại. Xem ra thiên vũ học viện còn thật là có chút nội tình thật đúng là cần vận dụng đặc biệt chớ vì các ngươi chuẩn bị xích cương thần lôi đạn mới. Được, hy vọng diệt ngươi thiên vũ học viện, có thể giá trị một quả, xích cương thần lôi đạn. Giáng chiều bên trong, âm hàn tiếng giống tại ầm ầm âm thanh trong dư âm. Cũng có thể thanh tích truyền ra. Sau đó giáng chiều chung quanh thiên địa năng lượng đột nhiên bạo động lên. Một đạo màu đỏ lưu quang, còn như lôi đình hàng lâm, bôn lôi tịch quyển, động xuyên không? bỗng nhiên rơi vào thiên vũ học viện bên trên cự đại phù trận bên trên. O, O, N, G. Theo kia xích sắc lôi đình lưu quang rơi vào phù trận phía trên. Một đạo sấm rền tiếng nổ mạnh nhất thời còn như bom nổ dưới nước tạc tiếng vang. Từng đạo năng lượng phụt ra, còn như vô số lôi đình ở dưới ánh tà dương nở rộ ra thiên vũ học. Viện đây là thế nào? Giờ khắc này, cả cái hắc ám xâm lâm đều ở đây rung động không biết bao nhiêu ánh mắt bỗng nhiên rót coi hướng về phía thiên vũ học viện vị trí mà đi. Thiên vũ học viện phương hướng có sấm rền vang vọng, tựa như là có vô số thiểm điện tàn phá bừa bãi trời cao. Còn như một cỗ cự đại lôi cầu tinh thần xuất thế. ầm ầm, xích sắc lôi đình tạc mở kèm theo kia hủy diệt năng lượng khuếch tán ra đi. Đem thiên vũ học viện cả cái cự đại phù trận bao quanh thành một cái cự đại lôi cầu tinh thần cút cút sấm chớp xuyên qua, không gian hư vô bên trong hiện lên lên tầng tầng làn sóng năng. Lượng, chương 517, 522, âm minh lão nhân. Chương 522, âm minh lão nhân. Như vậy hạo đẳng năng lượng tịch quyển, sợ là làm cho võ vương cảnh tu vi đụng chạm lấy. Cũng sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, bị phá hủy thành cho tàn. Ken két, lôi điện tàn phá bừa bãi bao vây thiên vũ học viện phù trận kia vặn vẹo quang cháo bên trên. Dòng cuốn hổ trồm hư ảnh từ từ bị phá hủy, phù văn tại lôi đình oanh kích hạ phá hủy ảm đạm. Rốt cục tại lung lay sắp đổ bên trong bắt đầu dạn nứt. Hết thầy học viện đệ tử thiên vũ học viện đại kiếp nạn hàng lâm. Không gian truyền tống phù trận tài nguyên tiêu hao đãi tận đã vô pháp mở ra. Hết thầy đệ tử chờ một hồi tại trận phá chi hậu từng người nghĩ biện pháp thoát đi. Chỉ cần kia ngày sau lưu lại một ta thiên vũ học viện coi như là truyền thừa bất diệt. Thiên Vũ Học Viện kể từ hôm nay, sợ là cũng không còn cách nào tái bảo hộ bọn ngươi. Hết thầy tự giải quyết cho tốt. Ra cắt cường bang phó viện trưởng thanh âm truyền ra, theo lão thái thân ảnh đạp không mà ra. Ở sau thân thể hắn, có cái sách 10 cỗ khí tức kinh khủng hàng lâm lan tràn mà tới. Bọn ta cùng Học Viện cộng đồng tiến thối, Thiên Vũ Học Viện. Không có hạng người ham sống sợ chết. Trên quảng trường, từng cái một đệ tử mặc dù là chi tâm run dày phát lạnh lúc này. Nhưng là cũng không lui lại hạng người. Hà hổ trưởng lão cả tiếng cười uống, nói, ha 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 ha, không hổ là thiên vũ học viện đệ tử. Bong bong thiết cốt không thể cong, hôm nay thề sống chết đánh một trận. ầm ầm phù trận rốt cục vỡ vụn, kinh lôi âm bạo vang vọng đồng thời. Thiểm điện lôi đình tịch quyền trời cao. Chỉ một thoáng khủng bố năng lượng khuếch tán lan tràn rất xa cảm giác đều là khiến người ta thể nội huyền khí đình trệ, giận cả tóc gáy. Thiên vũ học viện bên trong mảng lớn kiến trúc sơn phong bị liên lụy. Liên tiếp bị san thành bình địa. Phanh phanh phanh, thiên vũ phủ cảnh bên trong, cửa vào quảng trường khổng lồ song phong dạ nứt. Thiên vũ học viện, bốn chữ lớn đổ nát, cự đại võ bảng cùng huyền thưởng bảng. Trực tiếp tại lôi đình đại lực hạ trùng kích băng toái. Phanh 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 hòa bình quảng trường bên trên, mặt đất quảng trường ầm ầm run rẩy, khe rãnh nứt ra. Hóa thành phế tích, trên bầu trời, năng lượng kinh khủng từ từ tiêu tán, theo phù trận vỡ vụt bầu trời phía trên. Thời khắc này hơn nghìn đạo mang quỷ dị mặt nạ bảo hộ thân ảnh. Xuất hiện ở học viện mọi người nhìn soi mói. Trên bầu trời, âm hàn khí tức hàng lâm, bao phủ cổ lão thiên vũ học viện bầu trời dáng chiều ba động trong, một đạo âm hàn thân ảnh từ từ theo dạng mây đỏ bên trong chấp động mà. Ra, đó là cả người hình thanh gầy lục tuần lão giả hình dạng người, mặc trường bào màu xám. Khuôn mặt âm trầm, toàn thân ba động âm hàn khí tức che khuất bầu trời. Trong hai con ngươi âm hàn hai mắt ba động. Mắt nhìn thiên vũ học viện hạ không lúc này tụ tập tại thiên vũ phủ cảnh bên ngoài trên quảng. Trường người, thần sắc lạnh lùng cười âm hàn thanh âm lạnh lẻo mang khiến người ta rợn cả tóc gáy lạnh lẻo thấu xương. Tại vùng thế giới này vang vọng, ta nói rồi, nếu không đầu hàng, cho ngươi thiên vũ học viện chó gà không tha. Theo này âm hàn xâm nhiên thoại âm rơi xuống. Thái thượng trưởng lão già nua khô héo thân thể từ từ nhảy ra. Nhìn kia âm hàn huyết tinh ác liệt hơn nhìn đạo thân ảnh. Tối hậu nhìn kia lục tuần bộ dáng âm hàn lão giả từ tốn nói âm minh lão nhân không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết lão thân còn sống lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể diệt ta thiên vũ học viện hay sao ngươi đã xế chiều không được hôm nay thiên vũ học viện liền tại trước mặt ngươi hoàn toàn biến mất đương nhiên ngươi cũng sẽ tiêu thất bị gọi âm minh lão nhân lão giả cười lạnh trong mắt từ từ dũng xuất âm u hàn ý theo thoại âm rơi xuống phất tay đột nhiên dương lên mắt nhìn phía sau kia âm minh giáo đám người quát lên huyết tẩy thiên vũ học viện chó gà không tha giết không tha Tuân phó giáo chủ căn dặn theo âm minh lời của lão nhân âm hạ xuống kia âm minh giáo dẫn đầu cường giả cũng là đồng thời quát lại từng cỗ một hạo đẳng huyết tinh âm hàn khí tức lập tức dâng lên mà ra lập tức lần lượt từng bóng người kèm theo hạo đẳng ác liệt sát phạt chi khí tịch quyển trời cao, phô thiên cái địa đè ép thiên vũ học viện đệ tử. Huyết tẩy thiên vũ học viện, chó gà không tha. Chói tay âm lệ tiếng giống, tại thiên vũ học viện bầu trời vang vọng. Làm cho cổ lão tăng thương thiên vũ học viện bên trong, cấp tốc trở nên sát khí thao thiên. Thề sống chết đánh một trận. Hà hổ trưởng lão hét lớn, nhìn những âm minh giáo đó đệ tử sung phong liều chết mà đến. Tỷ lệ trước lướt không mà ra, hùng hồn huyền khí dũng động tịch quyền nhất thời xuất thủ ngăn trở ở một cái võ hầu cảnh âm minh giáo cường giả trước người giết hết thầy thiên vũ học viện trưởng lão bắt đầu cấp tốc xuất thủ từng đạo hùng hồn huyền khí lướt động trực tiếp ngăn trở hướng về phía âm minh giáo cường giả mà đi thề sống chết đánh một trận thiên vũ học viện đệ tử đồng thời hét lớn trong tay binh khí nắm chặt lần lượt từng bóng người cũng là lướt không mà ra đối nghịch phạm âm minh giáo người lao ra ầm ầm trong nháy mắt song phương trực tiếp giao phong ở cùng nhau phù văn bay vút huyền khí hạo hãn tịch quyển phù văn trói mát làm cho này một mảnh cổ lão thiên địa năng lượng kích phóng túng sát phạt thao thiên che khuất bầu trời hiu 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 âm minh giáo tối trước dẫn đầu một cái đầu mang mặt nạ bảo hộ đầu lĩnh lão giả theo bên người hai cái đồng dạng mặt mang mặt nạ bảo hộ thân ảnh người thiểm điện lao ra muốn sẽ đối thiên vũ học viện đại khai sát giới thời điểm Thiên Vũ Học Viện bầu trời ba đạo lưu quang thân ảnh nhất thời sung kích ra, chính ra Cát Cường Bang phó viện trưởng Chu Viện Lão còn có nội viện đại trưởng lão ba người, hai cái lục tinh huyền diệu linh phù sư, một cái bán hoàng cảnh tu vi. Không nghĩ tới Thiên Vũ Học Viện còn có như vậy đội hình, còn thật là có chút ngoài ý muốn, chỉ là còn chưa đủ a. À. Mắt nhìn ra cắt Cường Bang Chu Viện Lão nội viện đại trưởng lão đầu lĩnh kia mặt nạ bảo hộ lão giả mắt lộ ra nhàn nhạt ngạc nhiên, lập tức âm u cười. Hơi phất tay đối với bên cạnh tả hữu hai người nói. Trong lúc này lục tinh linh phù sư lưu cấp ta, các ngươi đối phó hai người khác. Giết, xung quanh hai cái âm minh giáo cường giả trên người hạo đẳng khí tức dũng động. Nhất thời lao thẳng tới nội viện đại trưởng lão cùng chu viện lão nhi đi. Âm hàn ác liệt khí tức bạo trào, trực tiếp tịch quyển mà ra, xuất thủ chính là sát phạt. Giết! Nội viện đại trưởng lão cùng chu viện lão quát lạnh một tiếng, hai mắt bạo phát lạnh ý. Khủng bố năng lượng khuếch tán, nhất thời xuất thủ đối oanh. Tới phiên ngươi, còn dư lại đầu lĩnh lão giả cười lạnh, thân ảnh di động, còn như tàn hình ảnh. Nháy mắt quỷ mị xuất hiện ở ra cắt cường bang trước người, phất tay như chảo. Âm hàn ác liệt năng lượng ngưng tụ, chảo ấn xé rách trời cao. Sau đó trực tiếp đè ép ra cắt cường bang. Hừ gia cắt cường băng phó viện trưởng hai mắt hơi hơi khép nhìn như vô thần trong ánh mắt. song đồng bỗng nhiên hào quang lóe ra một cỗ phù văn năng lượng quỷ dị ba động. thân ảnh nhất thời liền tránh thoát đối thủ bó chói đè ép. thề sống chết đánh một trận cùng học viện cùng tồn tại. này cùng lúc nội viện một đám nội viện trưởng lão đồng thời lướt ra. nhất thời cùng âm minh giáo cường giả trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. bành 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 trầm thấp năng lượng trầm đục nhất thời tại cổ lão học viện bầu trời vang vọng không ngừng hạo đẳng năng lượng gào thét tịch quyền ngươi còn chờ cái gì động thủ đi ngươi sống lâu như vậy cũng nên chết âm minh thân lão nhân hình ảnh theo bầu trời đáp xuống còn như một tia thiểm điện nháy mắt đối chàng thái thượng trưởng lão âm minh chỉ cần ta thiên vũ học viện có nhất mạch truyền thừa kia ngày sau liền cho ngươi hối hận không hiện tại thái thượng trưởng lão hét lớn thân ảnh đụng nhau công kích xuất thủ nhất thời cùng kia âm minh lão nhân thân còn như vẫn thạch hung hăng đối trang. kia đáng sợ phù văn năng lượng nhất thời ở trên không tịch quyển mở còn như một cái cự đại phong bạo gào thét ầm âm minh lão nhân cùng thái thượng trưởng lão xuất thủ phá hủy vặn vẹo không gian không gian xung quanh đều trực tiếp bị nổ nát hai người giao thủ trong lúc nhất thời tựa hồ là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau tranh lệch không bao nhiêu quả nhiên là có vài phần bản sự hôm nay sợ là cũng vô ích thiên vũ học viện hôm nay nên bị diệt âm minh lão nhân âm hàn khí tức che khuất bầu trời bao phủ tà dương chân trời từng đạo công kích chém ra đi qua chỗ không gian xé nát mơ hồ xuất hiện không gian liệt phùng kia công kích thật sự là quá mức đáng sợ ngươi còn chưa đủ thái thượng trưởng lão gầm lên, khô héo trong người huyền khí. Nhưng là còn như thao thiên như hồng thủy gào thét mở. Không ngừng chống đỡ ở âm minh lão nhân oanh kích. Phanh phanh phanh, theo hai người này giao thủ, mỗi một lần thân ảnh lóe ra giao thoa đối trang. Đô hội bộc phát ra phù văn trói mắt quang mang cùng năng lượng trầm đục. Năng lượng cuồng bạo khuếch tán, di sơn đảo hải. Làm cho bốn phía sơn phong liên tiếp cũng theo đó tạc mở, này hạo đãng giao phong. Khiến người ta vì đó chắt lưỡi. Giết A. À, Thiên Vũ Học Viện bên trong, 7 tám ngàn đệ tử xuất thủ ngăn trở âm minh giáo tới nhân. Khắp nơi tràn đầy kinh người chém giết thanh âm. Huyết tinh âm hàn khí tức bén nhọn chậm rãi lan tràn ra. Xen lẫn không ít tiếng kêu thảm thiết âm, thời gian ngắn. Thiên Vũ Phù Cảnh ở ngoài cũng đã máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Thiên Vũ Học Viện đệ tử nhiều người lúc này âm minh giáo người đều mạch linh cảnh tầng thứ trở lên trong đó còn kèm theo không ít thiên vũ học viện cường giả nhảy không ra tay để chống đỡ võ hầu cảnh tu vi bởi vậy coi như là thiên vũ học viện đệ tử xúm lại cùng một chỗ chống đỡ nhưng khó mà vì đó triệt để đối kháng a à, cũng không đến bao lâu thì có đông đảo đệ tử bị chu diệt vô pháp chống đỡ âm minh giáo tôn bích nguyệt trưởng lão mộ dung hy trưởng lão Liêu trưởng lão chờ hết thầy học viện trưởng lão. Lúc này đều là đầu nhập vào trong lúc kích chiến, đem hết toàn lực. Nhưng là từng người tình huống cũng không thể lạc quan, thậm chí là nguy cơ trùng trùng. Hết thầy đệ tử nghe, nghĩ biện pháp trốn, các ngươi chỉ có ly khai. Thiên Vũ học viện mới có thể tiếp tục tồn tại, mới có thể lần thứ hai quật khởi. Mới có thể vì hôm nay vẫn lạc học viện cùng thế hệ trưởng bối báo thù. Thái thượng trưởng lão đối oanh âm minh lão nhân, thanh âm già nua quanh quần học viện. Hy vọng học viện đệ tử có thể có nhân thoát đi, vì học viện lưu hạ càng nhiều hơn truyền thừa. Vì học viện quật khởi lưu hạ huyết mạch. Hết thầy đệ tử nghe lệnh, đi theo trưởng lão, giết ra ngoài. Tôn Bích Nguyệt hét lớn, nhìn thấy từng cái một học viện đệ tử chết thảm. Song mâu ẩn nhiệt lệ, la lên đệ tử rời đi đột phá vòng vây, không thể chờ chết. Chương 518, 523, bọn họ quay về. Chương 523, bọn họ quay về. Đông đảo trưởng lão nhất thời nghĩ biện pháp hội tụ vào một chỗ, liên thủ xuất kích. Ý muốn muốn dẫn một ít học sinh đột phá vòng vây rời đi. Âm minh giáo cường giả nhất thời xuất hiện, đem đường phong tỏa bao quanh, đại khai sát giới. Phanh phanh phanh, nhất thời đại chiến kích mãnh liệt bắn ra, phù văn vỡ vụn, phù văn phá hủy tại âm minh giáo cường giả vây công hạ không ít học viện trưởng lão trọng thương vô pháp chống đỡ âm minh giáo cường giả không ít hội tụ đệ tử quá sợ hãi này kích chiến hạ nhượng thực lực thấp một chút đệ tử toàn thân run dày kịch liệt mở ra một con đường máu liêu trưởng lão hà hổ trưởng lão chờ hét lớn bị thương chi hạ vẫn là thúc giục linh khí phù khí cùng ra tay toàn lực Tôn Bích Nguyệt trưởng lão, Mộ Dung Hy trưởng lão nhân cơ hội bố trí phù trận. Liều mạng đả thông một con đường máu, dẫn dắt một đám đệ tử muốn đột phá vòng vây mà ra. Lúc này dưới loại tình huống này, có thể làm cho học viện đệ tử đào tẩu một cái là hơn đào tẩu một cái. Kiệt kiệt một cái trốn không thoát đâu. Âm minh giáo cường giả âm lệ quát lạnh, lộ ra trêu tức. Từng cỗ một huyết tinh âm hàn khí tức bén nhọn tịch quyền căn bản cũng không sẽ làm thiên vũ học viện đệ tử chạy trốn âm minh giáo người bọn họ muốn muốn đổi tận giết tuyệt từng đạo kinh khủng công kích tịch quyền nhất thời lần thứ hai đem mấy cái học viện thực lực thấp một chút trưởng lão chu diệt cũng không thiếu đệ tử bị liên lụy tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra liền thân thể hóa thành huyết vụ ta và ngươi liều mạng hà hổ trưởng lão liêu trưởng lão chờ bi thống gầm lên ra tay toàn lực chém giết tình huống nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng. Ẩm ầm đất dung núi chuyển, sơn băng địa liệt trong, vừa có học viện trưởng lão bị chu diệt trong đó. Tuy rằng không ít âm minh giáo người thừa dịp loạn bị chu diệt. Bộ dạng so lên thiên vũ học viện vẫn lạc người mà nói, nhưng là muốn thiếu hơn. Trưởng lão, nhìn thấy không ngừng có trưởng lão vì che chở bọn họ ngã xuống. Hết thầy thiên vũ học viện đệ tử vì đó rên rỉ la lên, ánh mắt huyết hồng, hai mắt rưng rưng giết cùng bọn họ liều mạng đi. Hết thảy học viện đệ tử hét lớn, huyết tính bị kích lên, ánh mắt hàm huyết, toàn lực chém giết. Chỉ là trên bầu trời một chút chiến đấu. Nhưng là nhượng thiên vũ học viện đệ tử cùng âm minh giáo phần lớn người cũng không dám tới. Gần kia tầng thư kích chiến, không phải người bình thường có thể nhúng tay vào đi. Dưới trời chiều rớt, dạng mây đỏ ảm đạm xuống, sắc trời càng ngày nguyệt ám. Thiên vũ học viện cổ lão chi địa bầu trời, nhưng là quang mang dập dập. Phù văn lóe ra chiếu rượu, quang mang trói mát. Chỉ là kia không đình truyền ra kêu rên thảm thiết thanh, cùng ầm ầm âm bạo bên tai không rớt. Thiên vũ phù cảnh ở ngoài trên quảng trường, đã sớm máu chảy thành sông. Khiến người ta giận cả tóc gáy. Xì xì xì. Đột nhiên, không có bao nhiêu người chú ý tới thiên vũ phù cảnh bên ngoài quảng trường nào đó. Chỗ, đột nhiên bắt đầu dũng xuất quang mang, lập tức có trói mắt phù văn dũng động. Sau đó trên bầu trời đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Không gian xung quanh hiện lên lên không gian nhan tử, không gian khí lãng tư tán nhộn nhạo mở. Tối hậu ngưng tụ thành nhất đạo phù văn ngưng tụ không gian chi môn. Như là trực tiếp xé rách không gian. khí tức càng ngày càng nồng đậm rốt cục đưa tới không ít người chú ý. Mà đang ở không ít ánh mắt nhìn soi mói chính là kinh ngạc nhìn thấy không gian kia phù văn trong cánh cửa có kim quang lan tràn mà ra. ầm hào quang trói mắt, sau đó một tòa khổng lồ ngũ chỉ sơn hư ảnh theo không gian chi môn bên. Trong lướt ra, một cỗ bá đạo khí thế lan tràn mà ra, âm như phạm âm khẽ kêu. Nhân uân linh khí lan tràn, uy áp cút cút, khí thế như cầu vòng. Siêu 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 siêu, sau đó sơn phong hư ảnh kim mang từ từ tiêu tán từng đạo cao ngất bất phàm nam nữ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Mỗi một người đều rất là khí vũ hiên ngang, đều là siêu phàm thoát tục. Đặc biệt trước hơn 10 nhân, càng không đơn giản. Lão nhị ta đã tận lực, vô pháp xuất thủ làm cái gì, phải vắng lặng một đoạn thời gian. Người cẩn thận một chút. Kim sắc sơn phong hư ảnh bên trong truyền ra đỗ tiểu yêu thanh âm. Sau đó hóa thành một khối tiểu lớn chừng bàn tay sơn phong hòn đá rơi vào đỗ thiếu phủ lòng bàn tay bên trong, đỗ tiểu yêu tiêu hao quá nhiều, dùng hết toàn lực mang mọi người quay về. Tuy rằng ăn thật nhiều đan dược cùng linh dược, lúc này triệt để vô pháp chống đỡ tiếp. Hắn đã đã tiêu hao hết toàn lực, mà lúc này tới kia từng đạo bất phàm thân ảnh nam nữ. Chính bị đỗ tiểu yêu phục dùng đông đảo đan dược, linh dược. Cùng linh khí thúc dục thiên phú thủ đoạn mang tới tương quân, cốc tâm nhan. Quỷ oa chờ cách quay lại võ bảng hơn 10 nhân. Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tức, Quách Thiếu Phong. Lý Vũ tiêu đám người nhìn bốn phía, nhìn thấy khắp nơi máu chảy thành sông. Học viện mảng lớn hóa thành phế tích từng gương mặt một bên trên. Hai mắt nhất thời trở nên xích hồng, huyền khí ở trong người trào lên hiện. Đỗ học trưởng trở lại rồi. Bất điểm Sơn Hà Tương Quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan là bọn hắn trở lại rồi. Bọn họ trở lại rồi, không có bỏ xuống chúng ta hết thầy thiên vũ học viện đệ tử nhìn thấy kia từng đạo quen thuộc bất phàm thân ảnh nhất thời không khỏi là mắt lộ ra hân vui kích động liên tục ai chỉ có thái thượng trưởng lão cùng ra cắt cường bang phó viện trưởng đám người vì đó than nhẹ nhìn thấy kia lần lượt từng bóng người đi quay lại cũng không biết là nên vui hay buồn đỗ thiếu phủ vừa đỗ tiểu yêu sơn phong bản thể thu vào trong ngực mắt nhìn bốn phía kia đại chiến thảm liệt thanh sáng sủa trong hai con ngươi kim quang hàn ý kích xạ, đạm mạc sát phạt chính là lời nói từ miệng trong cắn răng truyền ra. Phạm Thiên Vũ học viện người, giết không tha. O, O, N, G. Kia ác liệt ngôn ngữ hạ xuống, đỗ thiếu phủ trực tiếp gọi ra, phách ảnh. Khí tức kinh người nhất thời bôn tập mở. Làm cho không ít người như là toàn thân đột nhiên đánh một cái giật mình. Sâu trong linh hồn cũng là vì đó run lên. Ánh mắt nhất thời khiếp sợ rơi vào, phách ảnh, phía trên phạm thiên vũ học viện người, giết không tha. Tương quân, cốc tâm nhan chờ đồng thời cả tiếng quát lạnh. Từng cái một con mắt riêng ở đây thảm liệt huyết tinh đại chiến trong đã sớm huyết hồng. Trong mắt sát ý tràn ngập cấp tốc lướt thân nhào ra. Ra sức giết hướng những âm minh giáo đó người mà đi. Hống, tiểu hổ giết gào, kinh người bản thể xuất hiện, hắc sắc phù văn sung thiên. Chấn xí phát sát âm minh giáo chúng. Hừ đỗ tiểu thanh khẽ kêu mạn diệu thân thể mềm mại bên trong nhưng là bộc phát ra khí thế khủng bố thanh mang chói mắt vọt vào âm minh giáo chúng bên trong đại khai sát giới phốc suy hạ không trong mộ dung hy trưởng lão gặp vây công trọng thương thân thể trực tiếp hoành phi mở trong miệng máu phun phè phè không chịu nổi đối kháng chết đi một cái âm minh giáo võ hầu cảnh cường giả đuổi sát mộ dung hy thân thể khí tức huyết tinh ác liệt nhanh như thiểm điện nháy mắt xuất hiện ở mộ dung hy trước người. Một đao bổ ra, muốn muốn xé rách không gian chu diệt mộ dung hy tại dưới đao. Chết đi cho ta, kim sắc thân ảnh còn như kim sắc thiểm điện xuất hiện. Đỗ thiếu phủ thân ảnh bao quanh kim sắc huyền khí xuất hiện ở mộ dung hy trước người. Căn bản không hề chậm trễ chút nào, trong tay trực tiếp dương tay huy kiếm bổ ra. O, O, N, G nhìn như đơn giản vừa bổ, nhưng nhất thời tiếng sấm nổ vang vọng. Thanh kim quang hoa mãnh liệt kiếm quang lấy thiểm điện tư thế nháy mắt lan tràn đến kia âm. Minh giáo võ hầu cảnh cường giả trước người. Đơn giản một kiếm, nhưng đủ để lay động sơn hà, làm cho sơn băng địa liệt phá hủy hết thảy. Kiếm quang đi qua, phía dưới quảng trường mặt đất, một cái thật dài khoảng cách mặt đất vết nứt liên tiếp băng toái mà ra. Xì 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 kia âm minh giáo võ hầu cảnh cường giả còn không có hồi thần lại. Đào mang liền trực tiếp bị phá hủy, thủ động linh khí hóa thành mảnh vụn. Tối hậu ngay cả thân thể cũng là nhất đao lưỡng đoạn, bị một kiếm chu diệt. Giết, đỗ thiếu phủ nộ, song đồng hàn ý kích xạ, phất tay lướt ra, phách ảnh, mỗi một kiếm bổ ra. Đều có thể nhượng âm minh giáo người hóa thành huyết vụ mảnh vụn. Càng vi nhượng âm minh giáo người kiêng kỵ đỗ thiếu phủ căn bản là không để ý âm minh giáo người công kích triển lộ ra hung tàn nhất một mặt huy vũ trong tay phách ảnh âm minh giáo người không ngừng bị chu diệt trong đó bao quanh vài cái võ hầu cảnh cường giả đều là không đỡ nổi một đòn người này lợi hại trong tay binh khí càng bất phàm liên thủ tiêu diệt âm minh giáo cường giả phát hiện đỗ thiếu phủ khủng bố cùng đáng sợ rất khó có nhân ngăn chặn kia tử bao thiếu niên ngay cả võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi đơn độc đối mặt cũng theo đó run. Cho nên ngay lập tức sẽ tụ lại không thua chừng 20 cái võ hầu cảnh cường giả. Đều là ra tay toàn lực quanh thân bao vây lấy mạch hồn hư ảnh, vây công đỗ thiếu phủ mà đi. ầm ầm chỉ một thoáng, từng cỗ một hạo đãng năng lượng kinh khủng tịch quyển bao phủ đỗ thiếu phủ. Giữa không trung ầm ầm thanh rung động, âm hàn ác liệt năng lượng tịch quyển trời cao. Kia khủng bố công kích sợ là lúc này gặp gỡ võ vương cảnh cũng muốn nhượng bộ lui binh đều chết đi cho ta đỗ thiếu phủ quát lạnh quanh thân ác liệt sát khí nhộn nhạo sát khí dũng động không lùi mà tiến tới trong tay phách ảnh phía trên từng tầng một quang mang điệp ra nở rộ hóa thành tầng tầng lớp lớp thanh kim kiếm tiên lướt ra còn như linh mãng xuất động giao lòng sung thiên đại bàng động không phanh 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 thanh kim kiếm tiên ác liệt lướt ra, linh động yêu mị, khóc huyễn trói mát. Cũng tại không thể tưởng tượng nổi góc độ, đem kia chừng 20 cái ra tay toàn lực. Thúc giục mạch hồn âm minh giáo võ hầu cảnh tu vi toàn bộ chu diệt tại, phách ảnh, chi hạ. Bạch bạch bạch, chỉ là kia chừng 20 cái võ hầu cảnh cường giả liên thủ vây công trong. Đỗ thiếu phủ thân ảnh cũng theo đó lảo đảo đẩy lui số bước, sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Tựa hồ thụ không ít ảnh hưởng. Giết! đỗ thiếu phủ ổn định thân thể tiếp tục hung tàn hướng về phía âm minh giáo người xuất thủ đánh giết khiến người ta đáng sợ không để ý hết thầy công kích từng đạo kiếm quang lướt mà ra về phía trước mãnh liệt sông đi qua chỗ chính là âm minh giáo người ác mộng soạt lại là không ít âm minh giáo người bị đỗ thiếu phủ vô tình chu diệt ngay sau đó một cái võ hầu cảnh viên mãn tu vi cũng bị đỗ thiếu phủ một kiếm sinh sinh chém nát trên người đặc biệt chớ phòng ngự áo giáp. Máu phun phè phè, lập tức bị ép kinh hãi thúc giục kỳ dị giáp thú mạch hồn. Hưu u u, đỗ thiếu phủ huy động phách ảnh cùng với đồng thời quanh thân kim sắc phù văn trói mát. Còn như một vòng mặt trời mới mọc bá đạo ác liệt khí thế bỗng nhiên tăng lên tịch quyển mà ra. Lập tức sau lưng một đôi phù văn song xí chấn xí mà động đại bàng chấn xí, bay lượn cửu thiên. Si lạp, phách ảnh, phía trên một cỗ hạo đã nguy áp tăng lên, cầu thông thiên địa năng lượng. Trực tiếp là đem kia âm minh giáo võ hầu cảnh viên mãn tu vi chém giết giữa không trung. Chương 519, 524, tứ phương trở về, sáu càng cầu hoa tươi. Chương 524, tứ phương trở về, sáu càng cầu hoa tươi. Giết, Đỗ Tiểu Thanh xuất thủ, lúc này kia thuần khiết ánh mắt đã hóa thành lạnh lùng khiếp người một cỗ đáng sợ năng lượng kinh người ba động. Kèm theo một cỗ tuyệt đối là sẽ không tại kim sĩ sí đại bàng uy áp chi hạ bao nhiêu kinh người uy. Áp lan tràn, mặc hắc sắc tóc dài ở sau lưng bay lượn yêu mị thướt tha thân thể lóe ra. Mảng lớn âm minh giáo người dễ như trở bàn tay bị tiêu diệt. Kia tử bào tiểu tử cùng thanh váy thiếu nữ lợi hại, mau tiêu diệt hai người kia. Đang cùng ra cắt cường bang phó viện trưởng kích chiến đầu lĩnh kia mặt nạ âm hàn lão giả phát hiện đỗ thiếu phủ cùng đỗ tiểu thanh khủng bố hung hãn nhất thời quát lớn tiêu diệt thiếu nữ này có âm minh giáo ba cái tầng thứ cực cao võ vương cảnh tầng thứ cường giả cảm giác được đỗ tiểu thanh trên người khí thế khủng bố nhất thời ba cái võ vương cảnh cường giả liên thủ đồng thời vây công đỗ tiểu thanh mà đi nhận lấy cái chết một cái mặt mang mặt nạ bảo hộ mặc đấu bào võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ thân ảnh lão giả con lại là ngăn trở hướng về phía đỗ thiếu phủ. Trong tay cũng có một thanh đến phủ khí tầng thứ quỷ dị loan đao, còn như bán nguyệt. Khắc họa quỷ dị hung ác giữ tận đồ án. Thân đao bên trong có cán cong cùng chỉ thủ bên trong nhận đao mang lướt ra. Trực tiếp bổ về phía đỗ thiếu phủ. Giết, đỗ thiếu phủ hung hãn có như tiệt thế hung thú. Sau lưng phù văn song xí rung động còn như đại bàng hàng lâm, chịu tải bá đạo sau vài mái tóc dài màu đen bay lượn đứng đấy. Trong tay, phách ảnh, không ngừng một kiếm một kiếm hung hăng đụng vào đối thủ loan đao phủ khí. Bên trên, tia lửa văng gấp nơi, phủ văn sung thiên, khiến người ta run sợ. nho nhỏ võ hầu cảnh, thế nào sẽ mạnh như vậy? Đó cùng đỗ thiếu phủ kích chiến võ vương cảnh sơ đăng tu vi lão già càng đánh càng là trong. Lòng vô cớ hoảng hốt, này từ bào thanh niên thật sự là cường đại khủng bố bá đạo đại lực tịch quyển, còn như tiệt thế đại bang. Nhượng tay cầm đao của hắn cánh tay tê dại, thể nội huyền khí cuồn cuộn. Cùng nhau tiêu diệt tiểu tử này. Âm minh giáo trong có vài cái võ hầu cảnh trong cường giả rút ra thân tới. Trong đó bất ngờ sợ là còn có võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi người. Cùng nhau trần áp hướng về phía đỗ thiếu phủ, muốn muốn tiêu diệt đỗ thiếu phủ. Đều nghĩ này từ bào thanh niên quá kinh khủng. Phách ảnh biến đỗ thiếu phủ huy vũ phách ảnh thân ảnh phiêu hốt như thần quỷ dị khó lường khí thế hung hãn hung tàn song đồng kim quang dập dập thần dũng vô song phách ảnh yêu mị như đại bàng động không đỗ thiếu phủ dĩ nhiên còn nhân cơ hội đem một cái võ hầu cảnh chu diệt kiếm tiên tri hạ giết tiểu tử này kia âm minh giáo võ vương cảnh sơ đăng tu vi lão giả bạo nộ không nghĩ tới nhiều người như vậy vây công cũng còn không làm gì được tiểu tử kia Ngược lại là lại bị chu sát một cái võ hầu cảnh, nhất thời giận dữ. Trong tay loan đao phủ khí hung hăng thúc giục đao mang, đao mang bao quanh phủ văn. Còn như làn sóng tịch quyển trấn áp đỗ thiếu phủ. Đỗ thiếu phủ hung tàn hung hãn, lúc này sát ý bạo phát. Nhưng là không có bị sát ý che đậy tâm trí. Tự nhiên là sẽ không cưỡng ép đối kháng này bằng bạc công kích. Hiu, hiu, thân ảnh phiêu hốt như thần, đỗ thiếu phủ kèm theo kim xí sí đại bàng điều tốc độ. Hai người hợp hai làm một, lấy bất khả tư nghị góc độ cùng tốc độ. Đúng là hiểm hiểm tránh được kinh khủng kia đao mang quang chiếu. suy này cấp tốc đỗ thiếu phủ cũng là bị một cái võ hầu cảnh tu vi một thương đâm vào đầu vai. Nhất thời đầu vai xuất hiện một cái thiển thiển lỗ máu, tràn ra tiên huyết. Này nếu như đổi lại những người khác, cả cái đầu vai sợ là đã sớm bị một thương động mặc. Hậu quả khó mà lường được. Ầm. Ngày đầu vai bị đâm trúng một thương lúc chờ, đỗ thiếu phủ phất tay mà động. Phù diêu chấn thiên sĩ chém ra, kim sắc phù văn tịch quyển, giống như đại bàng phiến cánh. Đem kia võ hầu cảnh tu vi trực tiếp đánh bay, miệng phun tiên huyết. Phần Phật, sau đó cùng lúc mấy cái võ hầu cảnh cùng kia võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ âm minh giáo lão. Giả lần thứ hai vây công mà đến, đỗ thiếu phủ nhưng là không chịu bỏ qua thân thể tại chấn xí không ngừng mà né tránh xê dịch trong. Không ngừng đánh về phía kia cầm thương võ hầu cảnh tu vi mà đi. Ta ra lệnh nghỉ vậy. Rốt cục ở đó võ hầu cảnh cảnh tu vi không cam lòng cùng oán độc hai mắt trong ánh mắt. Đỗ thiếu phủ một kiếm đem xuyên động ngực, truy sát ngã xuống. Tới đi, giết. Đỗ thiếu phủ cười lạnh, lúc này càng giết càng là hung tàn, giết đỏ cả mắt tại âm minh giáo đông đảo cường giả vây công trong, sau lưng phù văn song xí vỗ. Đại khai đại hợp thần dũng hết sức. Cùng kia võ vương cảnh sơ đăng tu vi trực tiếp cường ngạnh đối kháng. Này đại chiến quá mức thảm thiết. Hết thảy học viện đệ tử trong mắt dư quang nhìn đến trở nên động dung. Chỉ thấy đỗ thiếu phủ toàn thân máu me đầm đìa còn đang hung tàn giết địch đối kháng. Tại đông đảo âm minh giáo cường giả trong bao giết tiến giết xuất thần dũng vô song toàn thân vết thương chồng chất nhưng không có bất kỳ ý sợ hãi. Cũng không từng chân chính lui về phía sau nửa bước. Giờ khắc này, hết thảy học viện người đem kia một đạo thần dũng thân ảnh khắc họa tại sâu trong. Linh hồn, kích thích cổ vũ mọi người, vì đó đem hết toàn lực anh dũng giết địch. Toàn lực tiêu diệt tiểu tử này. Âm minh giáo kia võ vương cảnh tu vi lão giả bạo nộ đến mức tận cùng, câu thông võ mạch thúc giục mạch hồn, thân ảnh hóa thành một con kinh khủng hắc sắc yêu lang. Võ vương cảnh tu vi thúc giục mạch hồn, so lên võ hầu cảnh lần thứ hai tiến bộ khủng bố. Cơ hồ là đem thân thể hóa thành chân chính yêu thú một loại yêu lang lợi trảo trong nắm kia phù. Khí loan đau, không chừng tịch quyển hướng về phía đỗ thiếu phủ. Giết! Đỗ thiếu phủ vẫn là không từng lui ra phía sau, trong tay, phách ảnh, kiếm quang thao thiên sau lưng song xí bá đạo đại khai sát giới suy lại là một cái võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ âm minh giáo tu vi bị đỗ thiếu phủ bất chấp động xuyên mi tâm phù văn vỡ vụn tiên huyết bắn mạnh chu diệt tại chỗ cảnh tượng khiến người ta sợ hãi tâm hồn suy lạp này cùng lúc kia âm minh giáo võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi lão giả loan đào phủ khí rốt cục đột phá đỗ thiếu phủ phòng ngự rơi vào đỗ thiếu phủ trên lưng xì 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 đao mang đi qua đỗ thiếu phủ sau lưng phù văn xong xí trực tiếp chém nát trên lưng lộ vẻ lộ một cái thật sâu miệng máu đạm kim sắc huyết dịch điên cuồng mãnh liệt bão suất lúc này sợ là đồng cấp tu vi cho dù là võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi người bị này võ vương cảnh sơ đăng tu vi phù khí một đao đánh xuống cũng đều tuyệt đối nhất đao lưỡng đoạn phốc Đỗ thiếu phủ thân thể về phía trước lào đảo nhau tới, suýt nữa trụy lạc. Trong miệng ngụm lớn tiên huyết phun ra. Giết, thân thể lào đảo nhào về phía trước trong. Đỗ thiếu phủ còn đang trong miệng phun ra tiên huyết trong, còn vẫn là cắn răng cười lạnh. Một kiếm lướt ra kiếm tiên đâm xuyên không? Lại là một cái âm minh giáo võ hầu cảnh tu vi bị đỗ thiếu phủ nhân cơ hội một kiếm chu diệt. Hảo hung tàn ra hòa. Nhìn đỗ thiếu phủ như vậy hung uy ở đây bên trong âm minh giáo người cũng đều là hoàn toàn bị chấn động đến. Kia tử bào thiếu niên, thật sự là vô cùng hung hãn, quả thực đáng sợ. Hỗn đản, hôm nay tất nhiên đưa ngươi chém sống. Thúc giục mạch hồn âm minh giáo kia võ vương cảnh sơ đăng tu vi. Nhìn thấy tại toàn lực của hắn tiêu diệt đi hạ. Kia tử bào thanh niên lại vẫn có thể chu diệt một cái có một âm minh giáo đệ tử. Đã bạo giận đến phát điên tình trạng, lang chảo huy động loàn đào phủ khí bên trên đao mang lướt động lần thứ hai bổ về phía đỗ thiếu phủ mà đi hôm nay ngươi còn không giết được hắn nhưng vào lúc này một đạo trầm tiếng giống bỗng nhiên vang vọng trên không nhiên sau lăng không một đạo phù văn cột sáng năng lượng phá không mà ra trực tiếp vạn vẹo không gian như là giường như bánh quay trèo một dạng mảnh này năng lượng trong thiên địa cũng theo đó nhất thời kịch liệt run dày nhiên sau trực tiếp đụng vào kia âm minh giáo võ hầu cảnh sơ đăng tu vi lão giả đao mang phía trên ầm hai người chạm vào nhau năng lượng kinh khủng trong sát na tịch quyển ba động bàng bạc nhộn nhạo mở mảng lớn phù văn vỡ vụn phía dưới đất dung núi chuyển mặt đất vết nứt răng đầy hừ âm minh giáo kia thúc giục mạch hồn võ vương cảnh sơ đăng tu vi lão giả hắc sắc yêu lang thân thể lào đảo đẩy lui bên trên mấy chục thước Tiết hầu truyền ra tiếng kêu rên, hung ác giữ tợn khóe miệng tiên huyết nhất thời tràn ra. Hung lệ trong hai con ngươi hiện lên kịch liệt ba động. suy suy lập tức trên bầu trời có hai bóng người hàng lâm, một cái hôi bào lão giả, khí tức nhộn nhạo. Đem trấn nhân tâm phách, còn có một cái một nhãn đại hán. Một mắt vào lúc này từ từ màn đêm bao phủ trong lan tràn xuất tinh mang. Như sắc bén đại đao ác liệt khiếp người. Dược lão ưng vương đỗ thiếu phủ hơi có kinh ngạc không nghĩ tới dĩ nhiên dược vương cùng ưng vương la đao hai người tới trước đỗ thiếu phủ trong lòng có chút nghi hoặc lẽ nào hàn triều học trưởng chờ nhanh như vậy liền chạy tới loạn yêu thành sao sợ sẽ coi như là hàn triều học trưởng chờ có thể chạy tới loạn yêu thành tính toán thời gian dược vương cùng ưng vương la đao cũng không có nhanh như vậy liền tới rồi thiên vũ học viện trừ phi bọn họ lên đường từ lâu thiên vũ học viện bất vụ chính nghiệp chi đồ y vô mệnh tới viện. Ai dám đụng đến ta thiên vũ học viện, giết. Theo dược vương xuất hiện, ánh mắt đảo qua đại chiến thảm liệt, hai mắt dũng xuất xích hồng. Sát ý kích xạ, hét lớn truyền vang. Người không sao chứ, ta là tới giúp một tay. Dược vương năm đó cũng là thiên vũ học viện phù viện đệ tử. Thu thiên vũ học viện đại kiếp tin tức cho nên chúng ta liền chạy đến. Ưng ừ, vương là đào thân ảnh rơi vào đỗ thiếu phủ bên cạnh tự hồ là nhìn thấu đỗ thiếu phủ có chút ngoài ý muốn đối với đỗ thiếu phủ làm giải thích nguyên lai dược lão dĩ nhiên thiên vũ học viện người đỗ thiếu phủ có chút giật mình không ít thật sự là không nghĩ tới dược vương dĩ nhiên năm đó cũng là theo thiên vũ học viện đi ra khó trách ban đầu ở hắc ám xâm lâm đấu tranh nội bộ đoạt huyền linh thông thiên đằng trong dược vương gặp phải tương trợ nguyên lai đường đường dược vương dĩ nhiên năm đó cũng là thiên vũ học viện người ai dám đụng đến ta thiên vũ học viện làm thiên vũ học viện vô nhân không được thạch long đế quốc trấn nam vương âu dương kỳ ở đây thạch long đế quốc trấn đông vương tương trấn quốc ở đây ai dám đụng đến ta thiên vũ học viện theo dược vương thoại âm rơi xuống xa xa giữa không trung phía trên kinh lôi lưỡng đạo tiếng giống hạ xuống oanh lập tức hai bóng người bao quanh phù văn cấp tốc hàng lâm lưỡng đạo hùng vĩ lão giả thân ảnh xuất hiện chính thạch long đế quốc trấn nam vương âu dương kỳ cùng trấn đông vương tương trấn quốc bọn họ từng kinh đều là thiên vũ học viện đệ tử há có thể nhìn thấy thiên vũ học viện gặp nạn đồ linh đế quốc tiêu minh vương đến khi ta thiên hồ đế quốc giết không tha ngắn ngủi sát na lại có thêm tiếng giống to còn như là dã thú truyền đến một cái toàn thân hào quang bao phủ cường giả hàng lâm khí tức thao thiên chính là một tôn tuyệt đối vương giả. Đồ linh đế quốc tiêu minh vương. Đồn đãi chính là cả cái đồ linh đế quốc số một số hai cường giả. Danh chấn đế quốc gần trăm năm, hắn đã từng thiên vũ học viện đệ tử. Thiên vũ học viện môn nội, đông đảo đệ tử ngạc nhiên, lập tức kích run dày không ngớt. Không nghĩ tới thời gian ngắn đã tới rồi số tôn vương cấp cường giả trợ giúp. Những thứ này đều là đường đường nhân vật phong vân A đều là trong truyền thuyết có uy danh hiển hách nhân vật bọn họ đều có một cái điểm giống nhau vậy đều là do sơ theo thiên vũ học viện bên trong đi ra trung châu đái ra bôn lôi vương đến đây che chở ta thiên vũ học viện còn có người hét lớn theo sát tiêu minh vương đến đây trung châu hạ gia đoạn hồn vương đến phạm ta thiên vũ học viện người nợ máu trả bằng máu minh dương đế quốc hữu quốc vương đến ai dám phạm ta thiên vũ học viện Trung Châu Thiên Minh Tông, Dạ Tinh Vương đến đây che chở ta Thiên Vũ Học viện. Thời gian ngắn, Thiên Vũ Học viện bên ngoài, theo hắc ám xâm lâm bên trong. Bốn phương tám hướng bên trong có từng đạo tiếng hét lớn kinh lôi vang vọng truyền vang. Một vị tiếp theo một vị vương cấp cường giả hàng lâm mà tới. Tiêu Minh Vương, Bồn Lôi Vương, Đoạn Hồn Vương, Dạ Tinh Vương các loại những cường giả này. Bọn họ đều từng theo Thiên Vũ Học viện bên trong đi ra đều là thành danh vài chục năm thậm chí trăm năm trở lên cường giả. Sớm đã là một quốc gia chi vương, hoặc chúa tể một phương, danh chấn tứ phương. Nhưng bây giờ cái này vương cấp cường giả đều trở về. Đạt được học viện truyền ra đại kiếp nạn tin tức sau, không chút do dự. Cấp tốc chạy đi đến đây trợ giúp. Tới, trở lại rồi, bọn họ trở lại rồi. Theo từng vị vương giả hàng lâm trở về trợ giúp từng đạo tiếng hét lớn theo bốn phương tám hướng truyền đến. Làm cho thiên vũ học viện bên trong không ít trưởng lão lệ nóng danh trong. Ta thiên vũ học viện cường giả trở về hộ viện tới, giết A. À. Này phạm ta thiên vũ học viện người, nợ máu trả bằng máu. Thiên vũ học viện bên trong, hết thảy đệ tử thể nội nhiệt huyết dâng trào. Ngạc nhiên toàn thân kích run dày, toàn lực bắt đầu xuất thủ chém giết giờ khác này, thiên vũ học viện phong vân hội tụ cường giả tứ phương trở về. Xuất thủ bảo hộ học viện. Trường 520, 525, thề sống chết bảo hộ. Trường 525, thề sống chết bảo hộ. Hết thầy thiên vũ học viện người. Nhìn thấy từng kinh đi ra học viện cường giả từng người trở về. Từng cái một vương giả trèo non lội suối, đến đây trợ giúp cộng đồng thiên vũ học viện chớ không phải là nóng huyết sôi trào, lệ nóng danh tròng Nhất thời càng phát ra kích mãnh liệt sung phong liều chết chiến lực bạo tăng. Đấu trí kích ngang, đây đối với âm minh giáo những người cầm đầu kia tới nói. Tự hồ là không nghĩ tới bỗng nhiên sẽ nhiều như vậy vương giả đến đây cứu viện thiên vũ học. Viện nhất thời làm cho âm minh giáo cường giả đã chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Trấn Nam Vương Âu Dương Kỳ ở đây, giết một cái hùng vĩ lão giả, khuôn mặt cương nghị. Nhìn ra được lúc còn trẻ tất nhiên phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Thời khắc này đặt chân giữa không trung cấp tốc xuất thủ. Trong tay nhất phiến phiến phủ văn dũng xuất, dễ như trở bàn tay chu diệt âm minh giáo người. Trấn Đông Vương tương trấn quốc ở đây, đụng đến ta thiên vũ học viện người. Nợ máu trả bằng máu. Một đạo to lớn thân ảnh người ngang không gian, khí thế trấn áp sơn hà hình dạng cùng bất điểm sơn hà tương quân có vài phần tương tự trong tay trưởng ấn hạ xuống phù văn sung thiên trấn áp sơn hà mảng lớn âm minh giáo người hóa thành huyết vụ giết dược vương xuất thủ phất tay bên trong số cụ giống như kim cương làm bằng khôi lỗi lướt ra vọt vào âm minh giáo bên trong đại sát tứ phương những thứ này đều là dược vương đoạn thời gian này nghiên cứu khôi lỗi uy năng tuy rằng vẫn chưa tới vương cấp tầng thứ, nhưng là đủ để chu diệt võ hầu cảnh. Diệt, ưng ừ, vương la đào cũng liền tại đỗ thiếu phủ bên cạnh xuất thủ, chảo ấn lướt không? Đem từng cái một âm minh giáo người xé rách thành mảnh vụn. Phanh phanh phanh, theo thiên vũ học viện tứ phương trợ giúp vương giả trở về. Không ít âm minh giáo kẻ xâm lấn nhất thời bị không ngừng chu diệt. Mau chống đỡ những kia vương giả, mau âm minh giáo trong đầu lĩnh kia cùng ra cắt cường bang phó viện trưởng kích chiến lão giả cả tiếng âm lệ quát lên phân phó âm minh giáo vương cấp cường giả chống đỡ trở về thiên vũ học viện trợ giúp vương cấp cường giả mà đi vương cấp tu vi cứu không được thiên vũ học viện âm minh giáo vương cấp cường giả trong nhất thời bỏ chu diệt trưởng lão đệ tử trực tiếp ngăn trở hướng về phía cứu viện mà đến vương cấp cường giả thề sống chết bảo hộ ta thiên vũ học viện Bôn lôi vương hét lớn một tiếng. Trong tay phù văn cột sáng năng lượng còn như lôi đình lướt ra, phá hủy hết thảy. Tiêu diệt hướng âm minh giáo cường giả. Dĩ nhiên đem một cái âm minh giáo vương cấp tu vi thân thể trực tiếp tạc mở. Hóa thành huyết vụ, quang mang vung vãi đại địa. Nhất chiêu chu diệt một cái vương giả, bôn lôi vương thần uy cái thế. Nhất thời sợ chung quanh âm minh giáo người chạy tứ phía hỗn trướng, bôn lôi vương, người trung châu đái ra cũng muốn nhúng tay sao? Một cái đầu mang mặt nạ bảo hộ âm hàn lão giả âm lệ hét lớn, khí tức khủng bố. Tuyệt đối không phải đối với vương giả, nhất thời ngăn trở hướng về phía bôn lôi vương mà đi. Nguyên lai like là âm minh giáo hỗn đản, đụng đến ta thiên vũ học viện. Kia ngày sau ta thiên vũ học viện tứ phương cường giả toàn bộ trở về. Tất nhiên đưa người âm minh giáo san thành bình điện, chó gà không tha bôn lôi vương giống to hơn không sợ hắn xuất thân thiên vũ học viện trên người nhuộm thiên vũ học viện khí chất không sợ hãi xuất thủ đối oanh kia âm hàn lão giả từng đạo năng lượng công kích ngang quét trời cao đáng sợ cực kỳ giết thời gian ngắn một phe này cổ lão cả vùng đất đã huyết sát một mảnh sát phạt sung thiên giết hồng hai mắt máu chảy thành sông đỗ thiếu phủ mắt thấy giữa không trung thời khắc này trong lòng cũng kích run rẩy những thứ kia lúc trước theo thiên vũ học viện đi ra cường giả. Bọn họ không có quên thiên vũ học viện, học viện có khó khăn. Trèo non lội suối đến đây trợ giúp, bọn họ cũng là thiên vũ học viện một phần tử. Bất quá lúc này đỗ thiếu phủ ti rằng trong lòng kích run dày. Nhưng là thần sắc vẫn là vô cùng ngưng trọng. Đến đây thiên vũ học viện cứu viện tứ phương cường giả, đều là võ vương cảnh tầng thứ tuy rằng tôn làm vương cấp cường giả nhưng này thời khắc này âm minh giáo bên trong rõ ràng là có kế sách cái vượt qua võ vương cảnh tầng thứ đáng sợ đối thủ những đối với đó tay tự hồ là kinh người võ hoàng cảnh thời khắc này trên chiến trường có thể quyết định tối hậu thắng bại cũng chỉ có những thứ kia kinh khủng võ hoàng cảnh người phanh phanh trên không chiến trường phía trên có cách ngoại kịch liệt năng lượng trầm đục thanh truyền ra lập tức chỉ thấy trên bầu trời kia khó mà có người có thể tham dự vòng chiến phía trên thiên vũ học viện nội viện đại trưởng lão thân thể hoành phi mở trong miệng phụt lên ngụm lớn tiên huyết thời khắc này đại trưởng lão quanh thân đã sớm thúc giục một con bạch hạc mạch hồn trên người phù văn cũng bị kích tán hóa thành mảnh vụn người dù sao cũng là bán hoàng còn chưa phải là bổn hoàng đối thủ một cái khí tức ác liệt thanh gầy mặt nạ người quát lạnh nhanh như thiểm điện một đạo trưởng ấn lần thứ hai bôn lôi rơi vào đại trưởng lão trên người. Phốc suy, đại trưởng lão già nua thân thể theo giữa không trung trực tiếp trị lạc mà xuống. Còn như vẫn thạch đập xuống trên mặt đất, mặt đất run rẩy, sơn băng địa liệt. Vô số toái thạch kích xạ. Đại trưởng lão, đỗ thiếu phủ sắc mặt đại biến, vết thương chồng chất thân ảnh nhất thời nhanh như thiểm điện. Lướt xuống, đến lúc này đã máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như cho khi tức quề oải đến cực tập trung đại trưởng lão bên cạnh tiểu tử các ngươi trở về ta cực kỳ an ủi cực kỳ hân úy thế nhưng ngươi không nên không nghe lời a à, ngươi không nên trở về tới đáp ứng ta chạy mau cách nơi này chỗ vì thiên vũ học viện lưu hạ truyền thừa một ngày kia chờ ngươi cường đại thời điểm vì hôm nay học viện hết thảy huyết cừu để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu đại trưởng lão già nua trên mặt, song đồng nhìn đỗ thiếu phủ đứt quảng nói. Đến lúc cuối cùng trong miệng một ngụm máu tươi phún ra lúc chờ. Nhìn đỗ thiếu phủ sau cùng ánh mắt hơi tiêu tán, song mâu khép hờ, sinh cơ tiêu tán. Đại trưởng lão, chu không bên trong, không ít học viện trưởng lão cùng đệ tử nhìn thấy đại trưởng lão ngã. Xuống, nhất thời bi thống hét lớn, vì đó sợ hãi, trong mắt mọi người có nhiệt lệ tại cốt đỗ thiếu phủ không có hét lớn nhìn này một cái vì thiên vũ học viện chờ đợi một đời già nua lão giả trong lòng đều có một loại cảm giác muốn khóc trong mắt lệ thủy không nhịn được nghĩ yếu giật xuất lai đại trưởng lão người ngủ yên đi đỗ thiếu phủ nhẹ nhàng đem đại trưởng lão thi thể phóng ngã xuống toái thạch sâu hố bên trong phất tay đảo qua một đống đống đá vụn gom góp đem thi cốt vùi lấp sau đó đỗ thiếu phủ con mắt chăm chú rơi vào vừa mới tiêu diệt đại trưởng lão thanh gầy mặt nạ người trên người trong mắt hàn ý tại phun ra thiên vũ học viện chính là mình cái nhà thứ hai đối với đỗ thiếu phủ tới nói thiên vũ học viện có cường liệt lòng trung thành thiên vũ học viện người liền thân nhân của mình đại trưởng lão chính là mình trưởng bối đỗ thiếu phủ còn mơ hồ có ấn tượng lúc trước đại trưởng lão tại bản thân lúc hôn mê xuất thủ trị thương cho mình, cho mình dùng qua đan dược. Kia vì mình lộ ra qua lo lắng ánh mắt hai mắt, lúc này đã nhắm lại, cũng nữa khó mà mở ra. Phần Phật, đỗ thiếu phủ vết thương chồng chất thân thể, bạo phát kim sắc phủ văn. Trên lưng kia vết đau sâu hoắm, cũng ở đây từ từ khôi phục. Một cỗ bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi, như đè nén núi lửa. Đột nhiên phun trào tịch quyển mà ra. O, O, N, G trong tay phách ảnh thúc giục, sau lưng vỡ vụn phù văn song xí lần thứ hai tại rượu ngày sau. Kim quang chi hạ trực tiếp khoách tán mà ra, đại bàng chấn xí, thân ảnh trực trên không? Kiếm chỉ kia thanh gầy mặt nạ bảo hộ người mà đi. Giết! Đỗ thiếu phủ xuất thủ, phách ảnh thúc giục, kim quang mang tỏa sáng, phù văn chảy truyền. Nhìn như đơn giản một kiếm, phong lôi vang vọng. Kiếm quang lấy thiểm điện tư thế nháy mắt lan tràn đến kia thanh gầy mặt nạ bảo hộ người trước người hưu u u một kiếm này như là ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng đủ để cho sơn băng địa liệt phá hủy hết thảy tốt một thanh đạo khí thật là trọng bảo a à. đáng tiếc rơi vào ngươi này không biết tự lượng sức mình tiểu tử trong tay thanh gầy mặt nạ bảo hộ người âm lệ cười lạnh mắt lộ ra khinh thường phất tay mà động mảng lớn huyết tinh âm hàn phù văn năng lượng còn như một mặt tấm chán trực tiếp chống đỡ tại kiếm quang trước phần phật tùy ý kiếm quang bá đạo khủng bố đủ để cho võ vương cảnh sơ đăng tu vi nhượng bộ lui binh thầy khác này nhưng không có cách nào lay động phù văn này tấm chắn ầm mắt thấy vô pháp lay động đối thủ phù văn tấm chắn đỗ thiếu phủ xong đồng bên trong kim quang ầm ầm điên cuồng trào sau lưng phù văn song xí bạo phát trói mắt phù văn còn như một vòng mặt trời mới mọc bá đạo ác liệt khí thế bỗng nhiên tăng lên tịch quyển mà ra hào quang tràn ngập như đại bàng chấn xí, bay lượn cửu thiên. Si lạp, kiếm quang phía trên, một cỗ hạo đã nguy áp tăng lên, cầu thông thiên địa năng lượng. Dĩ nhiên đâm kia phù văn tấm chắn trực tiếp sóng động. Gì, cũng không phàm. Thanh gầy mặt nạ bảo hộ người mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, lập tức cười lạnh. Cùng với cùng lúc, phất tay mà động. Phù văn quang thuẫn phía trên bạo phát một cỗ khủng bố thôn vệ chi lực trực tiếp đem kiếm quang thôn vệ trong đó ma diệt ầm sau đó người trước thân ảnh ngang không gian quỷ dị xuất hiện ở đỗ thiếu phủ trước người một đạo trưởng ấn bỗng nhiên quỷ dị đánh vào đỗ thiếu phủ trong ngực huyền hồn đồng ngay lúc kinh khủng trưởng ấn có ở đây không thiếu lo lắng đại biến trong ánh mắt ầm ầm rơi vào đỗ thiếu phủ trong ngực lúc chờ cùng lúc này đỗ thiếu phủ xong đồng bên trong một cỗ quỷ dị phù văn nhất thời lan tràn mà ra Xoạt, này một chốc đỗ thiếu phủ xong đồng bên trong còn như có vạn trượng quang mang lướt ra. Phù văn quang mang trùng điệp tối hậu còn như quang mang bao phủ tại nháy mắt xuất hiện người. Trước trên người, xì xì xì, đỗ thiếu phủ thân thể ở đó kinh khủng trưởng ấn hạ trực tiếp bị đánh xuống. Chỉ là này cùng lúc trong tay, phách ảnh, hóa thành kiếm tiên, còn như thanh kim thiểm điện. Phía trước người hơi chút đờ đẫn nháy mắt trực tiếp đâm về phía kia thanh gầy mặt nạ bảo hộ người trong ngực ngắn ngủi này sát na kia thanh gầy mặt nạ bảo hộ người tự hồ là đột nhiên cảm giác được cái gì ánh mắt biến hóa không ít mơ hồ vì đó ngây ngô nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi sát na lập tức liền khôi phục lại thanh gầy mặt nạ bảo hộ người lập tức bạo lui tránh được trong ngực nhưng là nhượng kia thanh kim kiếm tiên quấn quanh ở đầu vai phá hủy vừa mới ngây ngô ảnh hưởng không ít âm hàn huyền khí phòng ngự, đầu vai hắc bào vỡ vụn. Sau đó ở đầu vai bên trên để lại nhàn nhạt một đạo vết máu. Một kiếm này đối với thanh gầy mặt nạ bảo hộ người tới nói, tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục. Kiếm quang chi lực đều đã bị ám trong chống đỡ, cũng không có bị cái gì tổn thương quá lớn. Nhưng là chân thật bị đỗ thiếu phủ để lại một kiếm. ầm ầm đỗ thiếu phủ hung hăng đập xuống tại một mảnh hỗn độn trên quảng trường trong miệng ngụm máu lớn phun ra toàn thân còn như rời rạc trong ngực xương sườn đều giống như tán giá một loại đại lực tịch quyền ngũ tạng lục phủ rung động căn bản là không có cách đối kháng đối thủ